Các bạn và các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với buổi học live stream trực tuyến đó là phần ôn tập giữa kỳ 1 dành cho các bạn học sinh 12, các em nhé. Và tôi là thầy Nguyễn Công Chính, đó. Rồi, các bạn các em thân mến, hôm nay thầy sẽ dành thời gian hướng dẫn cho các em làm một cái đề. Chúng ta sẽ làm theo một cái đề là gồm có 30 câu hỏi trắc nghiệm quan trọng đó và do thầy đã biên soạn. Đó. Và chúng ta nhớ tập trung để ý vào trong đề ngày hôm nay và cùng với thầy uh, comment đáp án để cho chúng ta đạt được uh, cái hiệu quả học tập là tốt nhất các em nhé. Đó. Và chắc hẳn đến uh, bây giờ thì thầy nghĩ là các em cũng đã tích lũy nhiều ít thì chúng ta cũng đã uh, tích lũy được cho mình một cái khối lượng kiến thức nhất định rồi. Đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ gồm có nội dung gồm cả đại và hình, trong đó phần đại thì chúng ta sẽ chủ yếu là xét về cái phần hàm số và ứng dụng đạo hàm. Còn phần hình chúng ta sẽ có, đó là thể tích của khối đa diện. Đó. À, nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ bài giảng về giúp cho thầy. Chúng ta tắt bạn bè vào học và cùng comment đáp án à, thật là nhanh với thầy, các em nhé. Đó. À, thầy à, à, mong rằng là chúng ta sẽ trả lời làm sao thật nhanh nhưng mà phải chính xác, các em nhé. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến luôn với câu hỏi đầu tiên, câu số 1. Câu số 1 của chúng ta có nội dung như sau. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y bằng 5x cộng 1 trên cho x 1 là đường thẳng nào trong bốn phương án ở đây? Rồi, câu hỏi đầu tiên thì chúng ta thấy câu này cũng rất là đơn giản đúng không? Chắc chắn là nhiều bạn thì chúng ta cũng đã làm ngay ra rồi. Như các em đã biết thì thường thì các cái hàm phân thức của chúng ta đây là phân thức bậc nhất trên bậc nhất thì chắc chắn là có tiệm cận ngang và tiệm cận đứng rồi. Tiệm cận ngang của chúng ta chính là đường thẳng y bằng a trên c. Đúng không nhỉ? Đó, còn tiệm cận đứng thì sẽ là nghiệm của mẫu. Như vậy ở đây ta thấy ngay chúng ta lấy 5 chia 1 bằng 5 phản xạ rất nhanh, các em chọn y bằng 5. Được không nhỉ? Đó, đáp án của chúng ta đó chính là đáp án D. Rồi, các em có ra D không? Ok, rất nhiều bạn trả lời là D rồi. Chúc mừng các em. Rồi, thầy xin chào tất cả các bạn vừa mới vào học nhé. Đó, cố gắng lên. Nào. Tiếp tục nhé, chúng ta đến luôn với câu hỏi tiếp theo. Câu số 2 bắt đầu. Thầy cho một cái đồ thị hàm số bậc 3 như ở trên bảng. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ trả lời cho thầy câu hỏi. Nào, cho hàm số bậc 3 y bằng fx có đồ thị như đường cong ở hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình fx bằng 1 là bao nhiêu? Đó, một câu hỏi về tương giao đồ thị Chắc chắn câu này chúng ta cũng sẽ trả lời rất là nhanh Nào Như chúng ta đã biết Muốn tìm số nghiệm của phương trình này Thì bản chất chính là tìm số giao điểm của hai đồ thị Thứ nhất là y bằng fx Người ta đã vẽ Và cái thứ hai đó là đường thẳng y bằng 1 Chúng ta tìm vị trí y bằng 1 Được chưa nhỉ? Đó, đây là 3 Thực ra chả cần quan tâm biết một ở đâu Áng chừng là khoảng ở đây đi Vẽ một đường thẳng nằm ngang Cắt qua một cái Đúng nhỉ? Chúng ta tưởng tượng trong đầu Thấy ngay Nó sẽ cắt đồ thị tại 3 điểm bởi vậy chúng ta uh, chắc chắn luôn phương trình này sẽ có 3 nghiệm phân biệt Chọn luôn đáp án B rất là nhanh Câu hỏi này sẽ thường xuyên thấy xuất hiện trong các cái đề thi Đúng không nhỉ? Đó ta trả lời luôn Được không? Số nghiệm của phương trình phương trình này Số nghiệm của phương trình này thì chính là số giao điểm của hai đồ thị Một cái là Fx và một cái là đường thẳng Y bằng 1 Vẽ cắt ngang qua một cái Y bằng 1 thế là xong ba nghiệm Được chưa nhỉ? Đáp án B đáp án B Bò B nhé, chúc mừng các em Đây chúng ta nhìn thấy chưa, cắt rất rõ ràng này Thế là xong thôi, dễ quá đúng không Đó, những câu này đầu tiên là chúng ta cố gắng ăn điểm nhé Nói chung là Theo thầy thì cái đề giữa kỳ sắp tới của các em ấy Có trường thì người ta 50 câu 90 phút Nhưng mà theo thầy thì thông thường là nếu mà giữa kỳ thì cũng không nhất thiết là phải cho nhiều thế đâu Thông thường thầy nghĩ chỉ khoảng 30-40 câu thôi Thầy sẽ chọn đại diện tiêu biểu 30 câu thôi 30 thôi còn thực ra nếu mà cho đề nhiều 50 thì thực ra cũng chỉ là nhiều câu dễ với nhận biết thông hiểu thôi. Thế nên chúng ta sẽ đi những cái câu câu nào mà chính mà nó quan trọng mà nó khả năng trúng nó cao ấy. Có những cái câu nào mà đơn giản quá rồi thì chắc là các em cũng luyện đề nhiều rồi, chắc là các em cũng biết đúng không? Đó, như vậy chúng ta chọn những câu tiêu biểu để làm thôi. Đó, còn thực ra 50 câu thì thời gian nó được nhiều hơn thôi, đúng không? Đó. Nào, câu hỏi tiếp theo câu số 3. Cho hàm số fx có bảng biến thiên như này hàm số này đồng biến trên khoảng Lào. rồi câu hỏi rất đơn giản câu này cũng là cho điểm đây để thiêu nào có câu này quan sát bảng biến thiên thấy ngay đồng biến thì cứ thấy cái chỗ nào mà khoảng nào mà cái đồ thị ở dưới f(x) này nó đi lên từ trái qua phải hoặc là trên miền đó f phẩy tức là đạo hàm của em mang dấu dương thì chúng ta so từng cái một nhé đây một dương vô cùng như say 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 lòi này được chưa một dương vô cùng sai nhá chúng ta đây đồng biến thì chỉ có âm vô cùng đến âm 1 Nếu mà không phải cái này thì là không một thôi Người ta có thể kể kể đủ hoặc là có khi người ta kể một cái thôi được Như vậy không một thì mình bắt buộc là mình phải chọn gì? Chọn đáp án C Chọn toàn C chính xác 01 Đó câu này rất đơn giản đi qua rất nhanh Được chưa? Rồi rất nhiều bạn trả lời C Xin chúc mừng các em Cố gắng cho mấy câu dễ này mà còn không ăn được điểm là thôi đấy Về sau nó không ăn nổi cái gì đâu cái phần hình này nhiều câu nó cũng khó lắm đấy em cứ tưởng nhiều bạn không kịp làm hết hình đâu Nhiều khi chụp câu hình nó đợi mình Mình phải làm câu này nhanh để có tiết kiệm thời gian làm câu khác Đấy Nhưng câu này không được sai, sai rồi thôi Sai ăn đất Không còn ăn được cái gì nữa, được chưa Nhưng câu này mà sai là thôi đấy, soi xoay gương lại mình đấy 4 Bảng biến thiên của FX Người ta lại cho như trên bảng Giá trị cực đại của hàm số này bằng nhiêu Các em thân mến Câu hỏi này cũng rất là quen và rất hay gặp Uh, ta thấy ngay đồ thị qua đây uốn khúc lượn vòng như rồng rắn lên bay lượn xuống một cái rồi lại bay lên một cái đây một một đại một tiểu thì đây là điểm đây là các điểm cực trị còn đây là giá trị cực trị đây cực đại của ông này chúng ta trả lời ở chỗ này nhá hai nhá hai hai được không nhỉ có hai đúng không có ai đi chọn ba không chọn ba là chết đấy chọn ba là ăn đất luôn đấy là toang đấy là vĩnh biệt cụ luôn nhớ chưa đây hai này về sau người ta không cần có khi người ta không ghi cái chữ cái chữ giá trị cực đại đâu người ta chỉ ghi cực đại thôi ấy. thì các em cũng vẫn phải trả lời là hai được chưa đáp án b đáp án b chúc mừng các em những câu này thì chúng ta khoanh phát một được chưa phút mốt cái nó ra luôn phút mốt phút mốt được chưa bạn có bạn nói thưa thầy b sai mình chặt cờ thôi không cần đâu khổ quá nhiều khi mà các em học mà các em cứ người ta người ta cứ gọi là gì người ta cứ gọi là mà, mà, mà make it complete được chưa nhiều khi các em lại cứ make it complete quá không cần phải make it com complicate complete quá thế đâu com, không 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 cần phải 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 làm 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 một cái đến mức độ ý đâu khổ quá thầy có phải phải chặt gì đâu khổ quá chỉ cần ven trả lời nhanh đáp án là đúng rồi gớm mấy câu này mà còn còn chặt thì thôi tôi chịu được chứ <laughs> Make it con complete à? hay con complete gì đấy Ôi mắc mệt được chưa Không cần phải chặt đâu em ạ Khổ quá em để nguyên đấy để, để nguyên đấy mà dùng em ạ <laughs> Câu số 5 Được chưa Make it Complicated <laughs> Rồi. Rồi Các bạn thông cảm Tôi nói tiếng Anh trình độ nó có hạn thôi Được chưa <laughs> Đồ thị hàm số Hôm nào chắc là phải khóa theo hỏi cô Xuân khóa tiếng Anh nhỉ ừ. Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong hình vẽ bên Đấy, được chưa? Các bạn nhìn thấy đó đây. Đường cong theo kiểu mà chữ M với cả chữ V kép với kiểu kiểu như này Thì đây là đường cong bậc 4 trùng phương rồi không thể thoát được Mà với bậc 4 trùng phương chúng ta nhìn cái 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 giới hạn tại dương vô cực hay chính là người ta hay nhìn cái nhánh cuối cùng nhánh bên phải ấy, của đồ thị hướng xuống đây gọi là kiểu độn thổ đấy ta đoán ra ngay hệ số a của chúng ta là phải là âm mà a âm thì thôi rồi đáp án là nó coi như là nó đã 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 lộ hàng ra rồi nhìn là thấy là nó lộ hàng rồi đáp án của mình hẳn phải là đáp án a đúng không ta loại đáp án c đi rồi còn hai cái đứa này thì thôi là điêu toa phét lác rồi tôi bỏ luôn được chưa bỏ luôn vì đứa này nó nó thần điêu đại hiệp rồi tôi bỏ 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 Đấy, mặt thớt ta còn nhận ra một điều rất vui nữa đó là kiểu gì AB cháy dấu, đây có 3 điểm cực trị. Lý thuyết thì chắc như đinh đóng cột rồi đúng không? Học nhiều các cái bài giảng thầy cũng dạy rồi chắc cũng phải cũng 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 phải đạt đến cái trình độ nào rồi nhỉ, đúng không? Đấy, mà hai giây cái ra luôn. Các em chọn A nhé. Chọn A cho thầy. Được chưa? Chọn A. Tiếp tục câu số 6 giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) bằng x mũ 3 21x trên đoạn từ 2 đến 19 bằng bao nhiêu? Thử thử uh, câu này hình như là theo phản xạ. 10 bạn 11 bạn bấm máy tính luôn. Đem 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 máy tính ra hộ thầy với bấm bấm thử cái xem nó bằng bao nhiêu? Bằng nhiêu? Đem uh, máy tính một tí ra hộ thầy câu này cái. Hầu như thì thầy thấy những câu hỏi về max min tức là giá trị lớn nhất nhỏ nhất thì chắc là các em đều biết bấm máy tính rồi. <laughs> Trong khóa học uh, luyện thi của thầy trên tuyển sinh, thì ngoài những bài giảng về phần, uh, ngoài việc trình bày tổng kết lý thuyết cho các em đầy đủ, rồi các công thức giải nhanh. Thì bên cạnh đó thầy luôn luôn có thêm rất nhiều các cái bài giảng về uh, uh, sử dụng máy tính Casio 570, 580. Đó, để giúp cho các em có thể làm được bài nhanh nhất. Đó, để các em có thể xem thật kỹ lại các cái bài giảng thì đã hướng dẫn. Nhưng mà cũng thông báo với em là câu này bấm cho cẩn thận nhé. Thầy cũng biên soạn đề các thứ rồi. Thế nên không, không đừng đừng nghĩ là nghe có vẻ thế thôi nó không dễ ăn lắm đâu bạn thử bấm máy đi xong rồi trả lời bạn sẽ biết <laughs> có thứ bất ngờ phết đấy <laughs> bấm 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 thử tí đi xem có xem có vui lắm không bấm giúp thầy nó kem ra kết quả bao nhiêu âm ba sáu âm ba hay là âm 14 căn 7 hay là 14 căn 7 ở đây là có ba đáp án âm liền như vậy là thôi cái c này là mình nghe là hơi là chắc chắc là có có ra dương được không có ra dương không D à? Có bấm có không? xem nhá. <laughs> nào bây giờ công này thì dừng lại một tí, thử comment đáp án thì nghe tí xem nào. Comment đáp án thì nghe tí nhé. Được chưa? Thử comment đáp án. Rất nhiều bạn chọn đáp án D. Chúng ta có thể đánh mặt lên. Các bạn và các em thân mến, bài giảng đang phát trên uh, trực tiếp trên. Uh, Uh, fanpage của hội học sinh 2004 uh, đồng thời cũng được phát luôn trên về sau sẽ phát ở trên uh, kênh uh, tuyển sinh 247 học trực tuyến trên kênh chính của chúng ta. Đó, các bạn các em có thể xem bất cứ cách nào hoặc là các em vào luôn nhỏ à vào luôn uh, uh, page 2004 luôn cho vui. Đó, và sau bài này thầy sẽ tiếp tục đẩy lên trên YouTube của tuyển sinh. Bạn nào chưa xem được bây giờ có thể uh, hôm sau vẫn xem lại bài giảng thầy vẫn luôn lưu lại trực tiếp, không sợ bị mất nhá. Rồi, nhớ chưa? Rất nhiều bạn chọn đáp án D, chúng ta hãy cùng kiểm chứng xem đáp án D có thật sự đúng không. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng uh, trình bày lại một vài uh, cái ý quan trọng về bài này. Thứ nhất, hàm số này của em là hàm đa thức nên đảm bảo là liên tục trên cái đoạn từ 2 đến 19, đảm bảo là max min là phải tồn tại rồi. Bây giờ chúng ta lấy đạo hàm 3x bình trừ đi 21 bằng 0 dẫn đến x bình bằng 7. Từ đây chúng ta có hai nghiệm cộng trừ căn 7, nhưng mà cái âm cái này âm lòi tói rồi thì thôi bỏ qua nhé Căn 7 nó lọt vào đây. Căn 7 thì kiểu gì chả to hơn 2 nên lọt vào đây, chúng ta tính giá trị của hàm số tại 3 điểm. Tại 2, các em bỏ tỏm vào đây, lấy máy tính mà bấm được chỗ này tùy. Âm 34 còn cái 19 bỏ vào đây 6460 Còn căn 7 bỏ vào đây Âm 14 căn 7 Bây giờ nhỏ nhất thì thôi chúng ta bỏ qua cái người dương này rồi Cho thầy hỏi âm 34 và âm 14 căn 7 Ai nhỏ hơn? Ai nhỏ hơn? Ha 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 âm 14 căn 7 Chết chưa? <laughs> Một loạt chỗ này Tôi chưa thấy ai trả lời đúng Các em đánh mặt lên mà xem Bị mắc lừa hết đề của thầy rồi Bị mắc lừa hết rồi bị mắc lừa hết rồi ha 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 thử đánh mặt lên xem có bao nhiêu người trả lời được vừa rồi bao nhiêu người vừa rồi trả lời được đó là đáp án của chúng ta cần khoanh ở đáp án b ha 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 <laughs> thầy ơi em bấm máy tính ca sô ra d đấy thầy đã bảo rồi em tưởng ăn được đề của thầy mà dễ à <laughs> rất nhiều người ngó qua câu này à úi rồi ôi dễ quá thầy ơi phút mốt ra luôn không thể nào ngờ được được chưa Mày khoanh ra A mày cũng sai Mà khoanh D mày cũng vĩnh biệt cụ luôn lập tức Đấy là lý do tại sao trượt mà không biết tại sao mình trượt <laughs> Em làm sao em đạt được cái tận cái mức Thầy phải đi trước các em một bước chứ Đúng không? Thầy mà lại thôi mà lại bằng cái em luôn thì còn nói làm gì nữa. <laughs> Thế nên là thỉnh thoảng ấy Ăn ở mà hiền lành mà không sao ấy Nhiều khi mà không ăn ở không ra gì á à. Đấy chết chưa Các em từ điều này thì khẳng định một điều đó là Chả qua người ta không thích lừa các em thôi. Chứ nếu mà thích lừa một cái các em có thể chết sặc tiết ngay lúc nào không biết. Được chưa? Tưởng như ăn trăm phần trăm chết hết kìa nhìn lên trên tôi nhìn thấy chưa nổi quá ba người làm đúng. Tại vì tại vì cái căn bệnh lười, bệnh lười là chết trước bệnh tim, được chưa? Bệnh lười bệnh lười mà thế nên là lười thế là về sau đáp án nó khoanh nó rơi tỏm một cái là b thế là tự nhiên là bệnh bệnh tim đến sau luôn thế là sốc mà chết luôn đấy kiểu như thế đấy bệnh lười đi trước xong thì bệnh tim đến sau luôn đó kiểu như thế được chưa thế lên kiểu gì thì kiểu vẫn phải biết làm một chút nếu bạn thực sự mong muốn về sau thủ khoa thì bạn muốn làm như thế thì muốn thủ khoa ấy bạn làm cho thầy đúng những câu dễ đi đã bạn phải làm cẩn thận những câu dễ và làm được những câu khó được chưa bí quyết thủ khoa đã dạy rồi được chưa đáp án b có cần thầy phân tích tại sao cái em sai không? được chưa? có biết tại sao mình trượt không? để thầy phân tích cho nghe nhé thực ra á, à thôi tôi sẽ không nói được chưa? tôi không thích nói. <laughs> tôi cho để đấy để mà cho mà chết hết đi được chưa? tôi không thích nói được chưa? tôi không thích nói được chưa? ai biết thì tôi không thích nói được chưa? cứ nhìn lên trên đi bảo các bạn ở trên nó cùng trả lời cho, bảo ở trên nó trả lời cho, mà nó cùng ra đáp án giống mình thì chết hết cả lũ rồi thì còn ai trả lời cho? tôi không thích nói được chưa? Tôi không thích nói <laughs> Tôi lại không thích nói Thực ra thì cũng đơn giản thôi Nghe thầy giải thích cho Thực ra thì cũng không đến mức độ uh, Câu này thì cũng về mặt mức độ thì thực ra chả phải là khó Mức độ thứ hai thôi Đó là nhận biết thông hiểu thôi Có điều là các em bị nguy hiểm ở một cái chỗ đó là Các em lại có một cái thói quen ấy Là các em bấm máy tính vào Ờ uh, đúng rồi FX Thì các em nhập cho cái này Start 2 Ờ uh, Start 2 N19 nhưng mà các em cho step bao nhiêu mới là vấn đề cái cho step này khác nhau này cũng nguy hiểm phết đấy khi chúng ta muốn học chắc về cả một vấn đề gì đó cả trắc nghiệm lẫn tự luận ta nên tìm hiểu làm sao cho nó thật sự là chín chắn chứ không phải là ta cứ biết mỗi thứ một tí tí thôi em chỉ biết qua qua tí tí xương xương thế thôi còn may sao để lừa đi một cái thôi được thôi em chết luôn em phải nắm chắc về em mà đã giỏi cả cái muốn em muốn muốn giỏi cái này rồi em em vẫn phải chắc cả tự luận và bấm máy tính em phải biết cách cho chứ không phải em cho bừa đâu em cho bừa phát em chết ngay lập tức đó thì ở đây bình thường là theo máy tính em phải cho sờ theo kinh nghiệm của thầy là phải cho nhỏ nhất có thể em sẽ phải lấy 19 trừ 2 tất cả em chia hẳn 29 hoặc máy tính xịn thì các em chia hẳn cho 44 Em chia hẳn thật nhỏ đi Càng nhỏ càng tốt Thì nó sẽ đọc được chính xác Thường thì em Bình thường theo một thói quen Thấy phát hiện ra là các em hay chia cho 19 với 20 thôi mà 19, 20 thì chỉ là thường đúng thôi Chứ không phải lúc nào nó cũng đúng Thì đây là một kinh nghiệm nữa Tại vì các em biết tại sao Cái gì mà các em biết nhiều quá Thì uh, Những người làm đề trong bộ giáo dục Người ta cũng sẽ biết nhiều hơn Mà khi người ta biết nhiều hơn rồi thì chúng mày biết chuyện gì xảy ra rồi đấy đấy các con biết chuyện gì xảy ra rồi đấy đấy thế nên thầy có một cái kinh nghiệm đặt ra là khi bấm cái này con phải cố gắng làm sao ấy? con đọc phải chi ly phải lẻ tận không phải mấy cơ con ngồi con khoanh âm 34 con toi luôn mà con khoanh 36 con càng toi khỏe câu này có những năm có lần cũng ra đề thi rồi câu này từng thi thật rồi ấy, tôi không đùa đâu và gần như không phải nói 100% nhưng phải đến tận mấy chục phần trăm liền tất cả các bạn đều bị trượt câu này mà lại còn không biết tại sao mình trượt ý. đấy về cứ tưởng ôi rồi ôi thầy ơi đề dễ lắm rồi đến khi mà nó có nhiều thứ mà chuyện đó không thể à, ai ngờ được thế nên người ta cho cái khoảng rộng như thế này thì phải cho step nhỏ thôi mọi khi cái khoảng này nó bé khoảng bé thì 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 không sao bây giờ khoảng nó rộng như thế này mà cho step một với cả step to thì không ổn như vậy đã học đã phải học đến nơi đến chốn cơ biết mỗi thứ có xương xương có tí Ôi à. ố rồi không ăn thua không ăn thua thôi tôi bỏ qua à, tôi đi qua câu này được rồi đấy được chưa đấy là mê thầy còn nói cho đấy vì sau thầy sau thầy chưa chắc có nhiều thời gian thầy không nói cho đâu <laughs> được chưa vì sao thầy không nói cho đâu các thầy cô đi đằng trước các thầy cô chắc chắn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn ít ít khi bị lừa hơn các em Đấy là một câu tiêu biểu thì muốn dặn dò các em đó là các em nên uh, cẩn thận và không nên chủ quan. Được chưa? Cái chủ nếu chủ quan là cái gì đằng sau sẽ rõ. Đấy. Tôi không cần phải nói nhiều, được chưa? Một câu như thế thôi là các em đủ biết rồi. Được chưa? Đấy, nhiều bạn đây này, bạn uh, Trương Dương có bảo Thưa thầy, giải tay thì cũng khoảng 30 giây là ra Ờ, ừ, công nhận, đúng rồi, đấy Thế nên là muốn thủ khoa điểm cao hẳn đấy Thì nên chắc bản chất đi đã, rồi làm gì thì làm được chưa? Bây giờ là mấy giờ rồi mà cứ nghĩ là cứ chỉ có mỗi cái 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 máy tính vào mà nghĩ là trên 8 điểm hay 9 điểm. áo rồi ôi cả nước người ta đỗ à <laughs> Được chưa? Rồi <laughs> Thầy ơi mặt thầy nguy hiểm quá. Cười còn nguy hiểm hơn <laughs> Thực ra thì cũng bình thường thôi Được chưa? Rồi bắt đầu tiếp nào Câu 7 nào ờ, ừ, ừ. Hàm F của em là liên tục trên R có bảng xét dấu F phẩy như ở trên bảng hỏi số điểm cực tiểu. Rồi cái điểm mà đi tiểu này thì nó cũng bình thường không khóa không khóa khó nếu người ta hỏi số điểm cực trị thì em trả lời cho thầy là chúng ta có 1, 2, 3, 4. Vì qua 4 điểm này em phải đều đổi dấu thì em lấy cả 1, 2, 3, 4 lấy hết nhỉ? Đổi dấu hết chưa? Chỗ này kệ hai sổ kệ nó không quan tâm chỉ cần biết đổi dấu thôi. Nếu người ta hỏi thì trả lời 4 nhưng điểm cực tiểu của em thì tốt nhất em vẽ thêm mũi tên vào thì nó sẽ dễ hiểu nhất À đâu Tôi thử tí thôi Xác định 4 được Là gì có chuyện 4 Cái điểm số 2 này không phải điểm cực trị Cái điểm số 2 này không đổi dấu 3 thôi Chỉ có 3 điểm cực trị Cái này nó máy bay lên thẳng luôn Tôi thử tí thôi, cẩn thận nhá Đúng chưa Cái 2 này là nghiệm nghiệm bội chẵn Nó không đổi dấu bỏ qua Nếu người ta hỏi trả lời điểm cực trị thì là 3 Xong đó, đây, Cực đại đây, cực tiểu đây. Câu trả lời của chúng ta chỉ có một thôi, đáp án A, được chưa? Đáp án A. Câu này các em cũng nên chú ý một chút nhé Cũng có năm người ta hỏi mấy câu này hay hỏi lắm rồi. Thì tính chất của nghiệm, nghiệm bội chẵn chỗ này chắc là các em quá rõ rồi. Đáp án cần chọn của chúng ta là có một thôi. Đúng không các em? Được chưa? Tôi xem nào. Ơ quái nhỉ? mình vẽ bảng nó cái kiểu quái gì một hay hai ấy nhỉ? vẽ lại xem nào, xuống này, lên này, xuống này. à quên, có cái điểm số 1 đi nữa nhỉ? ơ à, quên nhỉ? à tôi lại thử tí thôi, <laughs> à, tôi tôi lại thử tí thôi được chưa? tôi lại thử tí thôi. câu trả lời là một hay hai ấy nhỉ? <laughs> à, tôi 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 lại thử tí thôi. đáp án của chúng ta đó là hai. <laughs> chưa để quên mất đây. Đây tiểu này, đây đại này Ở đây lại tiểu nữa Điểm này có tính không các em? Điểm này có tính không? Hỏi chốt lại lần nữa nào điểm này có tính không nào? Nhanh này. <laughs> câu này cũng từng nghe đơn giản thôi Nhưng mà câu này cũng từng gây drama Lúc mà đề bộ dục ra Có đứa thì khoanh một đứa thì khoanh hai Thầy ơi, sao chỗ này nó hay sổ Em tưởng là cứ hay vạch thế này nguy hiểm Thế mình bỏ á Ôi trời ơi, một vạch hai vạch chỗ này nó không quan trọng nên nó bảo thầy ơi trông hay vạch sợ quá Bỏ luôn Không phải Theo lý thuyết kiểm cực trị Chỉ cần ép phải qua đó đổi dấu thôi Còn chỗ này nó bằng không Một vạch hay hai vạch Kệ trà nó Được chưa Như vậy chỗ này em phải nhớ nhá Có những hai điểm cực tiểu cơ Khoanh đáp án là hai Vừa rồi là tôi cố tình thử thế đấy Để xem là có nhận ra không thôi Được chưa Tôi cố tình thử thế đấy Thế có ai khoanh A không Có ai thấy cái này bỏ không Thầy ơi, thấy hay vạch sợ quá, bỏ luôn. <laughs> đấy khoanh A không? Khoanh A là thôi đấy, là cũng trượt luôn, ăn đất luôn đấy. Được chưa? <laughs> Được chưa nhỉ? Rồi, xin uh, long trọng thầy thông báo lại với các em câu này, các cũng nên chú ý giúp thầy một chút. Không khó, nhưng mà dễ nhầm. Được chưa? Đừng nhầm nhé. Được chưa? Rồi. <laughs> Nhớ chưa nhỉ? Rồi, ok. Đáp án của chúng ta đúng là hai đấy. Ừ, không ai thắc mắc gì nhá. Đáp án là B B nhá B được chưa B chưa ừ. Nhớ cẩn thận giúp thầy nhá Cái chỗ nào cần chú ý thầy 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 đã cố gắng cười thật nguy hiểm vào cái chỗ đó rồi Đúng là nguy hiểm thật Được chưa Để ý cho thầy nhá Câu 8 nào Ờ à, 8 được chưa Thầy ơi Nghe thầy dạy em cảm thấy đau tim quá Tôi đã bảo rồi <laughs> thỉnh thoảng là dễ bị bệnh tim lắm đấy, có ai chứng <laughs> luôn uh, chuẩn bị cho mình một cái đầu lạnh và trái tim nóng trong quá trình học để không bị mắc những cái bẫy mà thầy đã 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 đã, đã gài ra lưu ý nhá, ừ. thì rất dễ gặp được chưa? Đề bị che mất, à, ờ, đề nghị được bộ phận kỹ thuật giúp thầy là dịch cái này xuống một chút với, không là đề bị che nữa. rồi bộ phận kỹ thuật là dịch giúp thầy một tí nhé Rồi Nào Số giao điểm của đồ thị y bằng x mũ 3 chữ x bình với đồ thị hàm số y bằng cái y... khỉ gió gì kia Y bằng chữ x bình cộng 5x ừ. Câu này thì nghe này cũng được đây Câu này chắc là đơn giản đây Cho hai cái này bằng nhau Kem ra mấy giao điểm nhỉ Ra cho nó bằng nhau một cái sau kem cho vào máy tính một cái Thì câu này thì ok rồi Câu này thì tặng điểm rồi giải phương trình hoành độ giao điểm. Cho hai cái bác này bằng nhau chuyển vế sang. Ôi thế nào vui nhở như vậy là tự nhiên cái bác trừ x bình này bị mất mặt rồi này. Ô thì thôi câu này câu này không cần bấm rồi câu này câu để bấm là nó lại trẻ con nó lại cười ở mặt mình ấy. Không cần bấm. Câu này hai cái trừ x bình nó chết toi rồi. Như vậy là đặt x là chung cho nó nhanh việc quái thì bấm câu này. Đặt x là chung bên trong x bình trừ 5 x bằng 0, x bằng cộng trừ căn 5, 3 nghiệm đi về 10 điểm xong coi không cần bấm, 3 nghiệm. B Đáp án B. Được chưa? B. Đáp án B, đáp án B. Ơ à, sao đứa nào bỏ C thế nhỉ? Khí gió. Được chưa? Sao lại cái gì đáp án C là sao? Được chưa? Lúc nãy nhìn đáp án bị mờ à? Hay là có nhìn rõ không? Đáp án B. Đáp án B. Sao thì đứa nào trả lời C thế này? đây ôi, ôi em ơi, em trả lời câu trước hay câu sau đây mà xem trả lời C thế này. Thầy phải xem lại câu trước xem nào. Mấy câu này toàn B cả. Rồi sao đứa nào trả lời C đây? đứa nào trả lời C đây? Một số bạn đang đang comment C cờ cờ đây này. sao mọi người? Bạn Diễm Quỳnh có hỏi. Sao mọi người lại ra được đáp án C hay quá trời thầy ạ? À? Tao tạo chịu. Con hỏi các bạn ấy tạo chịu. Gì chứ cái này tao chịu Thầy cũng không biết tại sao Sao các con lại có thể, thể trả lời được đáp án C nhỉ? <laughs> thầy thua <laughs> thầy, thầy, thầy ơi học sinh nhầm thôi thầy Ôi tất cả cái lũ này một điểm về chỗ Được chưa? Một điểm về chỗ Được chưa? Rồi tiếp câu hỏi tiếp theo Câu số 9 <laughs> Thầy ơi em thử thầy thôi Không có thử thách gì ở đây nhá Thử là một điểm về chỗ Nhớ chưa? Được chưa? Thử là một điểm về chỗ <laughs> Được chưa? tập hợp tất cả các giá trị thực của m để hàm số y bằng x cộng 5 trên x cộng m đồng biến trên khoảng âm vô cực đến âm 8 là à, câu này cũng rất là tiêu biểu một câu có à, một câu đơn điệu trên một khoảng cho trước có chứa tham số m câu này chúng ta cần giải mấy điều kiện mấy điều kiện các em chúng ta sẽ có hai điều kiện được chưa hai điều kiện điều kiện thứ nhất của em đó là y phẩy của em trên này là phải dương và cái thứ hai đó là x của em phải khác trừ m như vậy trừ m của em sẽ không thuộc trong âm vô cực đến âm 8. Các em giải hai điều kiện này là xong. Chắc là lý thuyết chúng ta đã rất ổn chỗ này rồi. Thứ nhất, có ai quên cái cách đạo hàm nhanh của hàm số này không? Đến giờ phút này rồi chúng ta phải biết đạo hàm nhanh. Thứ nhất, nhân chéo trừ nhau các em có 1 nhân m là m trừ đi 1 nhân 5. Chúng mình có m trừ 5 trên mẫu bình. Đúng chưa nhỉ? Đây là đạo hàm nhanh các em phải nắm được. À, chúng ta giải hai điều kiện y phải dương trên âm vô cực đến âm 8. Thứ nhất thì chúng ta bỏ cái mẫu đi, chúng ta chỉ cần giải m 5 là dương. Chỗ này lưu ý không có dấu bằng nhé. Các em biết là hàm phân thức này của chúng ta thì cái dấu bằng nó không xảy ra. Lưu ý nó khác hàm bậc 3. Nhớ nhé. Cái không có dấu bằng. Và cái thứ hai đó là cái điểm trừ m của em là nó không được thuộc trong âm vô cực đến âm 8. Bởi vậy cái này m lớn 5 nhưng cái dưới nghe thấy phân tích một chút. Trừ m nếu không thể đây là nhỏ hơn âm 8. Nếu không thể nhỏ hơn âm 8 ta phủ định lại thì sẽ lớn hơn hoặc bằng âm 8. Như vậy chúng ta giải trừ m lớn hơn bằng âm 8. Nếu chỗ này các em thiếu dấu bằng thì các em lại sai. Như vậy lưu ý chỗ nào cần bằng thì phải để ý. Nhớ chỗ này đừng thiếu bằng cho thầy. Đi thi chỉ một dấu bằng này thôi là khoanh đáp án chết ngay. Đáp án nó giống nhau lắm. Và kết luận chỗ này m lớn 5 nhỏ hơn hoặc bằng 8. Đáp án cần chọn của chúng ta là B, tiếp tục là B. Đáp án B. Chúc mừng các em. Cái gì đây? Cha bố nó sẽ bọn nó lại toàn chọn đáp án D nhỉ? Không hiểu. Ừ. Bọn mày chết đến nơi rồi các con ạ, à. được chưa? Sao lại bây giờ tôi dừng lại câu này một tí tôi phải chửi đã, được chưa? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không hiểu là đầu các em làm bằng gì đây, được chưa? Tôi không hiểu. Hay là các em cố tình thử thầy? Tôi đã bảo là B rồi. Các em có biết là chuẩn bị hết học kỳ 1 rồi không? Các em có biết là chuẩn bị Tết không? À quên, cái này không quan trọng. Các em có biết là sau học kỳ 1 một cái là chuyện gì sẽ đến không? Là nó sẽ đến học kỳ 2. Đó, mà các em biết là hết học kỳ 2, à xong xong việc học kỳ 2 là chúng ta cùng đón Tết luôn không? Mà các em biết là Tết là lúc ý chúng ta nghỉ rất lâu không? Đó lúc đó kiến thức nó sẽ gọi là gì nó nó lúc ý nó sẽ quên nhãn các thứ hết đi thế mà bây giờ còn làm những câu này không chắc các anh chị có định tốt nghiệp không hay là mai anh chị định học lại một năm nữa với các em lớp 11 cho nó chắc có mấy cái câu đơn giản này thôi mà cũng toàn trả lời sai lên sai xuống tôi cảm thấy thật là xấu hổ the cho bố mẹ và các thầy cô của anh chị bạn nào làm sai câu này tự đưa tay lên chán soi gương lại mình đi được chưa soi gương lại mình đi sai hết cả rồi không thể hiểu sai hết cả rồi sai hết cả rồi chẳng nhẽ thì lại 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 bảo là ngu thì lại không phải đây không phải là ngu mà là không nói nữa được chưa? chẳng nhẽ bảo lại bảo là ngu thì lại bảo là 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 ác nhưng mà rõ ràng là quá thể như thôi tôi không thèm nói nữa được chưa các em lưu ý rút kinh nghiệm một tí đi được chưa coi chừng những câu này làm sai là trượt tốt nghiệp tôi nhắc trước được chưa trượt tốt nghiệp <laughs> trượt tốt nghiệp được chưa trượt không có cái gì tên là dễ ở đây cả chả có cái gì tên là dễ ở trên trả lời sai đây không thể nào chấp nhận được thế mà gọi là dễ à được chưa dễ nó phải trăm phần trăm trả lời đúng thôi được chưa đứa làm mà đùa một điểm về chỗ nhá được chưa <laughs> À, cẩn thận nhá nếu bố mẹ mà có ngồi nghe bên cạnh coi chừng nhá Ồ sồi mà tôi 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 chửi luôn để cho bố mẹ cùng nghe luôn được chưa coi chừng bố mẹ bên cạnh luôn nhá coi chừng <laughs> học với ảnh thế này chết còn gì nữa thế này toang hết cả lũ về soi gương lại mình đi thầy không đùa đâu được chưa cứ tưởng là dễ à dễ sai hết sai lên sai xuống đi được chưa tiếp tục lớn rồi không được gì vì tự ái cả Người ta mong cho mình tốt đẹp Thì người ta mới nói cho mình những cái chỗ nào cần sửa Để mình tiến bộ Lớn rồi không phải như trẻ con đâu Để mà nói động một câu là tí Động một câu là dỗi Động một câu là le mai là Không học cũng được Ôi thì thôi càng đỡ tốn tiền tốn gạo của bố mẹ Rồi nghỉ cũng được Mình khuyến khích mai nghỉ học nha Nghỉ học về nhà với quốc đất trồng rau nha Cũng được đấy không sao Dỗi đi cũng được, được chưa Dỗi đi tôi càng mừng <laughs> Dỗi thì mày thiệt thôi, thầy không thiệt đâu. Dỗi thì mày thiệt thôi. Cái bọn lớp 9, lớp 10 thì nếu mà cứ tự ái thì tôi còn đỡ chứ lớp 11, 12 rồi. Mặt nó dày như là cái 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 cái, cái quả mặt như cái vỏ quả dưa hấu thì có cái gì mà ngại. Úi giời ơi. Mấy giờ rồi còn tự ái. Nói thế để cho nó vui mồm thì tự ái hay quái gì. <laughs> các bạn và các em thân mến câu vừa rồi thầy nói một chút để rút kinh nghiệm đi được chưa các em có thể học ổn đấy à các em có thể học rất nhiều nhưng mà học không chắc đâu tôi biết đấy được chưa bây giờ tôi biết đấy <cười> <cười> um, hàm số y hàm số bậc 3 nó vẽ cho mình đồ thị đây rồi có bao nhiêu số dương trong abcd câu này cũng hay nè câu này cũng hay nè được chưa câu 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 này nó cũng hay nè chưa chắc là nhiều em cũng biết cách phân tích các hệ số này rồi à cũng chở chắc đâu vừa rồi nhìn qua biết <laughs> đánh mặt lên nhìn thử hỏi các bạn ở trên xem toàn sai <laughs> cũng chưa chắc đâu các bạn và các em thân mến câu này tôi phân tích rõ cho các em nghe thứ nhất là muốn biết cái hệ số a là chúng ta sẽ thấy là cái nhánh cuối cùng này nó đi xuống Như vậy các bạn ghi hộ thầy vào đây là A âm nhá Được chưa? Tiếp tục này Chúng ta muốn nhìn vào hệ số D À quên chúng ta Hãy để ý vào hệ số D Thì chúng ta nhìn giao cắt với uh, trục tung Vì đồ thị sẽ cắt trục tung tại điểm 0D Cho X bằng 0, Y bằng D Nhanh như trước các bạn đánh D vào đây cho thầy D này của các bạn kiểu quái gì cũng <laughs> âm. D của các bạn chắc chắn âm. Được chưa nhỉ? D chắc chắn âm. Tiếp tục, bây giờ các bạn muốn biết uh, uh, B và C thì các bạn sẽ phải dựa vào ấy. Ấy là dựa vào uh, hai điểm cực trị. Các bạn đạo hàm ra thì là 3ax bình cộng 2BX cộng C. Và các bạn thấy có hai điểm cực trị. Chỗ này thầy gọi là X1 và chỗ này thầy gọi là X2. Ngó qua các bạn thấy ngay X1 cộng X2 của các bạn à, đều là số dương lên tổng dương tích dương. Các bạn có nhận ra điều này không nhỉ? Đó, tổng dương tích dương. Thế mà tổng hai nghiệm thì nói lại là nghiệm của cái đạo hàm này này giải phương trình y' phải bằng 0 như này đây x1, x2 là nghiệm của đạo hàm tổng và tích hai nghiệm chúng ta đẻ ra từ đây đẻ ra từ phương trình này chúng ta sẽ gọi gọi hồn cụ vs dậy đúng không gọi hồn cụ vs dậy ngày xưa trước khi mất là cụ có chăn chối lại hai điều đây được chưa thứ nhất là tổng hai nghiệm là bằng trừ b trên a trong trường hợp này thì chính là bằng trừ hai b trên ba a cái này là dương và tích hai nghiệm bằng trong trường hợp này c trên a nhưng mà chính là c trên 3 a vì chúng ta đang nhìn vào phương trình này chứ không phải là phương trình của cụ ấy phương trình của cụ ấy khác cơ đó như vậy là c trên 3 a là dương và tất nhiên từ đây chúng ta dễ dàng suy ra nếu mình bỏ dấu trừ lấy đi mình đảo dấu thì tích của a nhân b của bạn tích a nhân b của bạn sẽ đảo lại bỏ dấu âm đảo lại là ab trái dấu và AC của bạn trở thành là cùng dấu. Các anh hiểu chưa? Thế mà A lại âm rồi. Thế mà A thì nó lại âm rồi. Thế các bạn suy ra BC chưa? AB trái dấu, A âm rồi thì B phải dương. Còn AC cùng dấu, A âm, C âm theo. Ôi giời ơi, đã hiểu bài chưa? Cái này ghi vào vở nhé. Phân tích mấy cái bậc ba này ta lưu ý một tí. Vậy có bao nhiêu số dương? A thì âm mất rồi. B dương. C thì âm mất rồi. Và D cũng âm mất. A à, như vậy chúng ta sẽ chỉ còn có một người duy nhất là còn sống sót thôi, đó là B dương thôi cả lớp, B dương. Vậy cả lớp nhìn sang đây, nhìn rõ chưa? Nhìn sang đây. Được chưa nhỉ? Đó, B dương thôi. Như vậy đáp án cần chọn của chúng ta đó là đáp án C. Đáp án cần chọn của chúng ta đáp án C. Đúng không nhỉ? Cả lớp xem phải thế không? Rồi đáp án C ở đây. Đây, thầy phân tích lại nhá. Ôi cũng thế thôi. <laughs> Được chưa? Rồi, đây là thầy giải thích lại cho nhớ. Đây các em phân tích theo sơ đồ hướng đi của thầy ở chỗ này. Đáp án C, chọn toàn C chính xác. Rồi giỏi lắm. Ừ. Thầy ơi, cực trị nằm về hai phía thì AB nhỏ nó không luôn. Ôi giời ơi, em cứ phân tích rõ ràng ra hộ thầy như thế này không nhớ mà em em không nhớ mẹo quá được đâu nhớ phân tích cái phương hướng đi mới là quan trọng còn em em đừng có nhớ quá là thầy ơi thầy ơi bạn Diễm Quỳnh có hỏi vẫn đê ngập trời kìa thầy <laughs> cha bố nó chứ cha bố nó chứ cha bố tiên sư nó chứ không thể hiểu là mà nó nó, nó đẻ được ở đâu ra nó là vấn đề nhỉ cha bố nó chứ cha cha bố nó chứ. Các anh chị nghĩ câu này không thi hả? À? Các anh chị đừng nhầm Câu 9, câu 10 là những câu chắc chắn khó trong đề thi Thi học kỳ, thi đại học, thi gì cũng hỏi Được chưa? Không thi mà tôi cho làm cái gì chứ Đứa nào chọn đề kệ nó Cho nó chết Nó không hiểu, thôi cho nó chết Đằng nào kiểu gì chả trượt rồi Cho nó chết Thế là chết rồi, thế là biết rồi Qua một câu như thế thôi là mình đủ biết rồi rồi thế là biết rồi thế là loại được tự nhiên loại được bao nhiêu đối thủ rồi <laughs> cho nó chết được chưa? nhìn là biết rồi bọn mày đừng có chọn d tao bảo bọn mày chọn d đâu rồi ơi mà người ta đã bảo rồi không biết thì khoanh toàn c rồi có đi khoanh d rồi ôi thảo nào chả trượt thôi 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 chịu rồi Thế này chịu rồi mày mọt câu vừa rồi thầy phân tích kỹ một tí cố mọi nhớ nhé vì do làm nhiều quen hết này cho hàm số cho hàm số y bằng căn bậc 2 của 2x cộng 1 có đồ thị là c biết tiếp tuyến của d à tiếp tuyến d của đồ thị c này song song với đường thẳng delta x trừ x trừ 3y cộng 2022 bằng 0. Hỏi hoành độ tiếp hoành độ tiếp điểm của C và D bằng nhiêu? Nhất đơn giản, được chưa? Một câu về tiếp tuyến Thực ra thì câu này thì có nguồn gốc kiến thức từ năm lớp 11 Được chưa? Câu này thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đó là hai do tiếp tuyến song song Thế nên là A bằng A phẩy, B khác B phẩy à, Hệ số góc của tiếp tuyến chính là đạo hàm đúng không? Đạo hàm Bây giờ bắt đầu làm Bên này người ta không yêu cầu các em viết phương trình tiếp tuyến mà chỉ cần giải được ra tiếp điểm thôi là xong Nào, đầu tiên em viết lại cho thầy cái đường thẳng này đưa về dạng đại số Ôi chết Đầu tiên ta <laughs> ta viết đường thẳng này đưa về dạng đại số nhé Y bằng 1 phần 3 x Chuyển Y sang đây Y bằng 1 phần 3 x Cộng với 2022 chia 3 một cái là 674 Như vậy chúng ta có hệ số góc là 1 phần 3 Đạo hàm của căn U phải chia 2 căn U Như vậy là 2 trên 2 dưới là đâm đầu chết rồi Chúng ta chỉ còn có 1 trên cho đôi lần căn của à 1 chia cho căn của đôi x cộng 1 thôi Gọi hoành độ tiếp điểm là x0 nào đó đi Thì chúng ta sẽ theo cầu bài toán Thì do tính chất song song Thì chúng ta cho đạo hàm này Đạo hàm tại điểm x0 Sẽ phải bằng hệ số góc tương ứng của nó là 1 phần 3 Giải phương trình chứa căn này rất dễ thôi Tử đồng tử, mẫu đồng mẫu Chúng ta cho cái căn chiết tiệt này bằng 3 các em giải bình phương hay vế lên bằng 9 Nhanh như chớp Các em có đáp án là 4 Các em có giải ra 4 không? Câu này thầy vừa ra đề một cái là em cũng phải nhớ nháp ở dưới luôn để ra kết quả nhé Thế là vừa nghe thầy chữa Thế là đến lúc thầy đọc kết quả thế là vừa Được chưa? Thế là lại chọn C <laughs> Đáp án C Được chưa? Câu này không khó Bạn Ngọc Hà khó quá bỏ qua Khó, khó khó bố mày <laughs> câu này mà khó thì còn câu nào dễ hả mày được chưa khó bố mày hình như chưa có được học sao lại chưa có được học lớp 11 học tiếp tuyến này rồi đừng đứa đó bảo đứa nào bảo bảo chưa học nhá tao nguyền mai trượt tốt nghiệp <laughs> cái này là phải tự viết vấn đề tiếp tuyến đến năm lớp 11 rồi được chưa lên em có thấy là trong các cái bài ứng dụng khảo sát hàm số kiểu gì cô chả cho viết vài bài phương trình tiếp tuyến thì vẫn có bình thường mà sao lại không đứa nào bỏ khó đấy được chưa thấy tát vào mặt giờ đấy vơ vẩn được chưa không có gì tên là khó ở đây cả rất đơn giản được chưa rất đơn giản ở đây là thầy hướng dẫn giải từ từ cẩn thận còn tất nhiên các em suy luận nhanh em chỉ cần ghi là y phẩy bằng 1 phần ba giải nhanh một cái là nó ra nhớ nhé ở đây hiểu bản chất thì thực ra là cho y phẩy bản chất là giải phương trình y phẩy bằng 1 phần ba đấy hiểu nó đơn giản vậy thôi thế mà khó à cái gì mà khó thì cái gì tên là dễ? Vơ vẩn vơ va vơ vẩn vơ va vơ <laughs> cái là câu này khó hơn thế này. <laughs> Nào. Cho hàm số y bằng x mũ tư cộng 1 phần 2 mx bình cộng m trừ 1 đồ thị tên là cờ. Biết tiếp tuyến của cờ tại điểm có hoành độ âm 1. Vuông góc với đường thẳng delta có phương trình x trừ 3y cộng 1 bằng 0. Giá trị bằng mấy? Đấy. Câu này cũng là một câu tiếp tuyến nữa này. Đã khó cho khó luôn thể. Đây không phải tiếp tuyến song song, đây là tiếp tuyến vuông góc. Khi tiếp tuyến vuông góc thì hệ số góc K của em sẽ bằng âm 1 trên A. Còn lúc nãy là K bằng A rồi. Thế thôi lý thuyết này là học từ năm lớp 11 rồi. Được chưa? Chẳng nhẽ cô không dạy lại cho à Được chưa? Đây là tại em thôi. Em em không ôn bài. Được chưa? Cho em chết. Làm tương tự bài trước mà thôi. Chúng mình có. Thứ nhất, em viết lại phương trình delta bằng cách chuyển vế sang Y bằng 1 phần 3 x cộng 1 phần 3. Ok. Bây giờ vận dụng thì chúng ta tính đạo hàm đi. Đạo hàm chính là hệ số góc. 3, 4x mũ 3 cộng với mx. Còn cái bọn này thì mình tiễn vong luôn. Theo tính chất vuông góc thì tích hai hệ số góc A nhân A phẩy bằng trừ 1. Cái này không được quên. Được chưa? Như vậy Y phẩy tương ứng của em sẽ phải bằng đó là bằng đây này. À, người ta lại cho mình tiếp tuyến tại đây là có hoành độ là âm 1, tức là hoành độ tiếp điểm là âm 1. Như vậy chúng ta ghi luôn đó là y phẩy tại âm 1, lúc này sẽ phải bằng trừ 1 trên cho 1 phần 3. Vậy các em sẽ thu được trừ 3, đây là kiến thức quan trọng. Nhớ chưa nhỉ? Đó, để thầy ghi lại ra đây, nghe ngơ ngang ngơ ngẩn, chả hiểu cái gì. Tiếp tuyến song song với D, hai chấm y bằng ax cộng b nào đó dẫn đến giải phương trình đó là k tức là hệ số góc tên là y phẩy đấy thôi bây giờ nó chẳng nhẽ lại không biết k là cái gì k sẽ phải bằng a được chưa nhỉ đó hay chúng ta giải phương trình y phẩy tại điểm x 0 là phải bằng a chú ý tí nữa giải tiếp tuyến xong thì b phải khác b phẩy nhé còn trường hợp thứ hai tiếp tuyến vuông góc với một đường thẳng D nào đó như trên K bằng âm 1 trên A với A khác không. Tiếp tuyến vuông góc mà. Thì tích hai hệ số góc bằng 1. Thì âm 1 chia cho 1 phần 3 trả ra âm 3 ư. Ở đây, bỏ cái âm 1 vào cái chỗ này chúng ta sẽ có đó là 4 M bằng âm 3 và chúng ta giải ra M bằng âm 1 đáp án A được chưa? Đáp án A. <laughs> đáp án A, các em nhé, đáp án A. Câu này nhớ lý thuyết một tí kia vào vở cho thầy, thầy xóa đây. Có hai cái tiếp tuyến đơn giản này thôi mà không viết được thì thôi còn gì nữa. Xong. Ok chưa? Đáp án A. Ôi dồi lại chọn toàn C. <laughs> C cờ cờ. chọn toàn C. Ôi dồi ôi, chọn toàn C. <laughs> Ôi <laughs> rồi, tôi cũng không thể hiểu là tại sao trong mấy nghìn người học mà lại chọn đoàn C. <laughs> tiếp tục nhé, nào. <laughs> tiếp tục nào, câu 13. Cho hàm số y bằng 3x trừ 4x mũ 3 có đồ thị là C từ điểm M13 kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến với đồ thị này? Ái chà chà, câu này có vẻ khó hơn một tí đây. Đây là dạng tiếp tuyến đi qua. Chứ không phải là tiếp tuyến tại một điểm đây là tiếp tuyến đi qua một điểm nào đó các em lưu ý dạng này tất nhiên là khó hơn cái dạng uh, tiếp tuyến tại một điểm rồi <laughs> bạn diễm quỳnh thầy ơi các bạn bị ngáo hết rồi <laughs> thầy phải công nhận đấy <laughs> rồi à, các bạn thân mến nếu người ta hỏi dựng tiếp tuyến tại một điểm thì qua mỗi một điểm trên đồ thị chúng ta chỉ vẽ được một tiếp tuyến mà thôi chỗ, chỗ này nghe thầy giảng lại một tí chứ mà nghe nhưng không ai không hiểu tại sao mai lại thầy ơi khoanh đứa nào mà khoanh một luôn là thôi là tao biết là kiểu gì trượt rồi không phải lúc nào nó ra một đâu không phải là một đâu đấy là tiếp tuyến tại một điểm thì nó chỉ có một nhưng tiếp tuyến qua các em có học thêm cái này không cái này nó nâng hơn tí đây đây là đường cong c nếu tại một điểm m chị nếu tại một điểm m không nào đó trên này chúng ta chỉ dựng được một tiếp tuyến thôi đấy chúng ta thơm nhau ở đây này tiếp tuyến chỉ là cái sự thơm nhau thôi được chưa được chưa em 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 thơm người khác bao giờ chưa đấy nó chỉ là sự thơm nhau thôi tiếp xúc nhau ấy mà tiếp xúc đi mà đó delta nhưng uh, nếu mà tiếp tuyến qua một điểm tiếp tuyến qua một điểm thì lại chửa chắc đã là chỉ có một tiếp tuyến thôi đâu thầy giả sử lấy một lấy một điểm m nằm ở đây nhá có khi là em phải dựng được đây thầy ví dụ nhá thường thấy hay thấy là hai lắm có khi còn ba cơ đây một này hai này đấy có hiểu không đấy nó có thể dựng được là uh, rất nhiều các cái tiếp tuyến có thể là tiếp tuyến tại A tiếp tuyến tại B vân vân như vậy cái điểm M này của em người ta cho đây không phải là tiếp điểm đâu nhá đây chỉ là điểm đi qua cũng hiểu đơn giản thôi nếu bây giờ ấy mà uh, kiểu như là lấy vợ lấy chồng rồi thì chỉ có một vợ một chồng thôi qua một người vợ chỉ có một chồng thôi qua một chồng chỉ có một vợ thôi đấy là một một nhưng nếu bây giờ em chưa lấy vợ lấy chồng em đang chơi kiểu như em có người yêu thì qua một điểm em ấy đấy em là cái điểm ấy thì kiểu quái gì em chả phải có mấy người yêu dự phòng đúng không có bây giờ có đứa nào có một không không kiểu quái gì nó cũng có có mấy người yêu dự phòng hôm nay anh này đi chơi 246 bốn mai anh kia đi chơi 357 thậm chí còn có thêm một anh nữa dự phòng vào hôm chủ nhật cái <laughs> tiếp tuyến đi qua là nó nó có thể nó có nhiều chứ không phải là chỉ có một như là cái cái khi, khi mà lấy vợ lấy chồng thế kia đấy lại thế đấy <laughs> hiểu không nhỉ đó Tuyến đi qua giống như là có nhiều người yêu ấy, đó nhiều người yêu. Ừ. Mà tiếp tuyến nào cũng có một cái đặc điểm của đó là uh, uh, chúng mình sẽ thơm nhau. Tiếp tuyến chỉ là sự thơm nhau thôi. Thì đúng là cái thằng người yêu nào của em thì nó cũng có thể thơm em được. <laughs> cái thằng người yêu nào của em thì nó cũng cũng, cũng có thể thơm em được. Không nhận, được chưa? Vui nhỉ? Thế là có mấy người yêu dự phòng luôn, vui thật. <laughs> Rồi, thế nên muốn làm được cái bài thức tuyến kiểu đi qua này thì chúng ta sẽ phải giải hệ tiếp xúc. Giải hệ tiếp xúc. Câu này không quá khó đâu, nghe thầy giải thích một tí nhé. Ừ. Đầu tiên, ta dựng cho thầy cái phương trình đường thẳng đi qua cái điểm M13 này và có hệ số góc là K. Thì đường thẳng này người ta dựng được có dạng Y bằng K nhân X X0 cộng Y0. Tức là K lần X 1 rồi cộng 3. Đây là dạng Uh, viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm với hệ số góc đã cho đấy, đó. đó thì chúng ta cách cách dựng của nó thực ra nội giống phương trình tích tuyến bình thường thôi nhưng mà nó không biết cả k này, nó không biết k. Thì bây giờ chúng ta áp dụng điều kiện tiếp xúc cho d và c thì hệ phương trình phải có nghiệm. Các em có nhớ cái cái này không? Cái bạn nào học nâng cao một tí sẽ biết cái này. f(x) và g(x) mà tiếp xúc với nhau thì dẫn đến đó là hệ phương trình sau phải có nghiệm hệ này phải có nghiệm đó là hệ phương trình fx bằng gx và f phẩy bằng g phẩy đó hệ này chúng ta phải có nghiệm và số nghiệm của cái hệ này thì chính là số tiếp tuyến dựng được đấy cả ghi cái này vào vở nào vậy đến đây chúng ta có đây là fx này 3x trừ 4x mũ 3 bằng gx tức là cái ông này hai ông này này k nhân x trừ 1 cộng 3 đây là phương trình 1 và F phẩy bằng G phẩy có nghĩa là em đạo hàm cái này Thì chúng ta sẽ thu được 3 trừ đi 12x bình Còn bên này phẩy thì nó ra K Các em thế 2 vào 1 cho thầy Cái K này em thế bằng cả nguyên 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 si cả cái đống này em bệ vào đây Em nhân tung tué nó ra em bấm máy tính một phát em đi về Dễ thì thôi, đấy đơn giản Ghi ghi cho thầy lý thuyết trong câu này vào Câu này tuy chỉ hơi, hơi, hơi lưng cao một tí, một tí tẹo thôi Đó là hệ tiếp xúc nhé Xóa được chưa nhỉ? Hệ tiếp xúc Xóa nhá. Đó, rồi. Cả lớp giải cho thầy cái này đi. Thế vào cho thầy. Thế vào rồi rút gọn tung tóe ra bấm máy tính một cái thì xem hộ thầy xem có mấy nghiệm thì là ok luôn. Thế vào nhé, thế vào đây. Đấy, phương pháp giải là thế thôi. Còn bình thường thì chúng ta mọi khi thì nếu mà viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm thì chúng ta đã có phương trình chúng ta bỏ vào đấy là xong rồi. Còn cái này đúng là nó phức tạp hơn. Thì đúng thế thật dính vào mấy cái đứa người yêu này tất nhiên nó phải phức tạp hơn. Rồi. <laughs> mấy người yêu nó phải phức tạp hơn. Rồi. Ok. Rồi thế vào cho thầy là ta được phương trình 8x mũ 3 12x bình. À chúng ta có hai nghiệm 0 và 3 phần 2. Hẳn là chúng ta sẽ có hai tiếp tuyến thỏa mãn. Bài này các em sẽ khoanh đáp án đó là C thật. C. Bạn nào mà khoanh C bài này thì lại là chuẩn là đúng. Chúc mừng nhé. Được không? Chuẩn chúc mừng. Đấy. Nếu mà lúc nãy mà chưa hiểu kịp thì bây giờ tí nữa tua lại sau nhé. Được chưa? Rồi ok câu này là như vậy là đi qua. Hiểu được không? Tiếp tục nào 14 Câu hỏi 14 Cho hàm số tới ghi. Cho hàm số y bằng x mũ 4 Trừ đi 2mx bình cộng m Đây gọi là đồ thị 1 M là tham số Ký hiệu cm là đồ thị âm số này D là tiếp tuyến của cm Tại điểm có hoành độ 1 tìm m để khoảng cách từ điểm B 3 phần 4 1 đến đường thẳng D đạt giá trị lớn nhất. Câu này khó hơn một tí đây, được chưa? Nhưng chúng ta vẫn có thể giải quyết được. Câu này có liên quan đến kiến thức hình học khoảng cách nữa. Nào, đầu tiên các em dựng cho thầy tiếp tuyến tại điểm số 1. Dựng cho thầy tiếp tuyến tại điểm số 1. Bắt đầu. Các em sẽ lần lượt trải qua công việc đó như sau. Thứ nhất, điểm A này của em Chúng ta gọi điểm A đi là điểm có hoành độ 1. Các em thay 1 vào đây thì các em sẽ được tung độ đó là 1 m. Là xong bước 1. Bây giờ chúng ta tính y'. 4x mũ 3 trừ đi 4mx và các em bỏ cái điểm số 1 này vào đây thì y' tại đây em sẽ tìm được đó là 4 4m. Ok không? Và bây giờ mình sẽ dựng được cái tiếp tuyến luôn. Tiếp tuyến cần dựng của mình theo công thức phương trình tiếp tuyến ta có như sau. Y bằng Y phẩy X0 nhân cho X chứ X0 cộng Y0. Đây là phương trình tiếp tuyến tại một điểm đây. Phương trình tiếp tuyến tại một điểm. Đấy, tiếp tuyến tại thì nằm trong bài này đây này. Thì lúc này chúng ta sẽ có Y bằng Y phẩy chúng ta tính ra là 4 chứ 4M nhân X. Được không nhỉ? Đó. Rồi, Uh, đây Chỗ này các em sẽ giúp thầy là chúng ta sẽ chuyển tất cả Chuyển vế sang một bên để cho bên này bằng không Các em biết tại sao mình lại phải đưa về cái dạng này không? Vì theo lý thuyết khoảng cách của năm lớp 10 Khoảng cách từ một điểm M Đến đường thẳng Delta Trong đó điểm M có tọa độ X0, Y0 Còn Delta của chúng ta có phương trình AX, BI, C bằng 0 Thì đây gọi là lý thuyết khoảng cách Khoảng cách này được tính bằng các em bỏ điểm M vào đây Thì chúng ta sẽ có AX0 Cộng BI0 cộng C trị tuyệt đối Trên căn A bình cộng B bình Đó Như vậy các em sẽ phải viết phương trình tiếp tuyến Ở dạng chuyển vế để cho đuôi bằng 0 Thì đấy là lý do tại sao chúng ta sẽ có 4 trừ 4M nhân X Rồi các em trừ Y luôn Và các em sẽ trừ đi 3 nhân uh, 1 trừ M các em thu gọn đi là ra cái này Tức là chỗ này là thầy đã nhân ra rồi cái lớp thu gọn sẽ ra thế này Con hiểu không? Thầy nhắc lại nhé Cái câu này là nó hơi nhiều các cái lý thuyết Vừa tiếp tuyến là vừa khoảng cách Thì bây giờ con bỏ cái y phẩy Và cái này vào đây rồi Bây giờ con nhân ra Con chuyển vế ra để cho nó bằng 0 Con đưa về dạng này giống cho thầy Đó là AX BI cộng C đó, thì dạng này có mới áp dụng khoảng cách được Chứ nếu mà đưa về khoảng dạng kia thì con không áp dụng khoảng cách được Đó, chúng ta cứ thả vào bình thường nhé Lúc này khoảng cách từ điểm B Điểm B người ta cho em là 3 phần 4 1 Em thay vào theo đúng công thức này thầy cho là xong Ở trên Chúng ta thay 3 phần 4 1 vào Sau khi rút gọn xong Nhớ chưa nhỉ Đó 3 phần 4 Thì tí nữa cái 4 này là mất này Chỗ này hiểu không Đó thì chúng ta thu gọn đi các em sẽ chỉ còn đó là chỉ đối của âm 1 Ở dưới là căn bậc 2 của A bình cộng B bình tức là căn bậc 2 của 16 nhân 1 trừ m tất bình cộng 1. Chỗ này là các em sẽ tự thu gọn giúp thầy, thầy cho cái phương hướng đi thôi. Được không nhỉ? Đó các em sẽ tự thay vào giúp thầy. Người ta yêu cầu là cái khoảng cách này phải đạt giá trị lớn nhất. Vậy các em sẽ đánh giá được đó là cái ông khoảng cách này sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1. Được chưa nhỉ? Đó bằng 1. Đây, thầy nhắc lại, vì tại sao thì chúng ta có được điều này dưới mẫu thì cái mẫu của em ấy căn bậc 2 của 16 nhân 1 m tất bình cộng 1 ấy cái này thì nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 1 tại vì 1 m tất bình lớn bằng 0 cộng 1 vào thì lớn bằng 1 khai căn vẫn thế sau đó các em lại lấy 1 đè trên hay vế lấy 1 đè trên cái này thì cái này sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 trên 1 chúng ta đánh giá cho cái mẫu từ đó ta đoán được ra ngay dấu bằng xảy ra là m bằng 1. Chỗ này rõ chưa nhỉ? Xóa nhá. Rồi, cái câu này thực ra thì không phải là khó nhưng mà nó tích hợp nhiều kiến thức. Em phải tập làm quen một số cái câu mà uh, kiểu nhiều kiến thức uh, như thế này vào. Từ đó kết luận khoảng cách lớn nhất đạt được bằng 1 và dấu bằng khi m bằng 1, đáp án B. Đáp án B. Các em hiểu chưa nhỉ? Bài này đáp án B cần chọn là B. Rồi, đấy như vậy chúng ta đi qua một vài câu nhắc lại kiến thức, thực ra thì nó cũng không phải là quá khó đâu, bình tĩnh. Để B cho thầy. Bạn nó chưa hiểu tí nữa xem lại nhé. Chúng ta đến với câu hỏi số 15. Câu hỏi số 15. Cho hàm số f(x) có bảng xét dấu f' như ở trên bảng. Hàm số y bằng f theo biến 5 2x nghịch biến trên khoảng nào? Được chưa nhỉ? Đó à, Đây là hàm hợp Bài toán hỏi khoảng đơn điệu của hàm hợp Thì chúng ta sử dụng đạo hàm của hàm hợp thôi Y bằng FU Chúng ta lấy đạo hàm Y phẩy Các em sẽ có F phẩy theo biến U Rồi nhân tiếp với U phẩy Ở đây chúng ta có nhiều cách giải Do bài toán chỉ hỏi các em đó là uh, Hàm số nghịch biến trên khoảng nào Các em có thể trực tiếp giải theo phương pháp Đó là giải uh, bất phương trình luôn các em đi giải luôn cái y phải âm cũng được Có rất nhiều cách giải Hoặc là em sẽ giải dấu bằng Rồi em lấy từng nghiệp em kẻ trục ra cũng được Một là kẻ trục Hai là giải luôn bất phương trình y phải âm Có hai cách như vậy Nào bây giờ chúng ta có như thế này Khi các em lấy đạo hàm Thì Y phẩy của em sẽ bằng Đây Chúng ta táng vào cái đầu ông này một cái dấu phẩy một cái thì nó sẽ bằng f phẩy theo biến u có nghĩa là f phẩy theo biến 5 trừ 2x rồi nhân tiếp u phẩy các em sẽ thu được thêm đó là âm 2 ở ngoài. Bài này thầy sẽ giúp các em giải luôn theo phương pháp bất phương trình nhé thì không cần được kẻ trục nữa cũng được. Có hai cách. Các em giải ở đây các em giải luôn cho sorry một tí các em giải bất phương trình y phẩy âm luôn. Các em giúp thầy giải luôn bất phương trình y phẩy âm. Thế thì loại bỏ cái trừ 2 này thì f phẩy theo biến 5 chữ 2x của em sẽ là dương. Và để giải được cái này thì các em sẽ quan sát lại cái bảng biến thiên lúc nãy để cho xem lúc nãy f phẩy dương thì chúng ta có những miền nào. Thì lúc nãy f phẩy dương chúng ta có hai miền đó là âm 3 đến âm 1 và một cái nữa là một dương vô cùng. Đúng không? Chính vì vậy thầy thay x thầy thay đây chúng ta có x của chúng ta âm 3 đến âm 1 và một dương vô cùng. Ta thay cái x này bởi 5 2x là chúng ta xong luôn. Đây, để giải cái này chúng ta chỉ cần thay x bởi cái u này là xong. Để chúng ta đổi cái ruột nó đi một cái thì là ok luôn. Như vậy chúng ta giải chứ 3 nhỏ hơn 5 2x nhỏ hơn 1 và cái dưới đó là 5 chứ 2x lớn 1 em sẽ thu được đó là các khoảng các khoảng này của chúng ta yêu cầu đặt ra đây, các khoảng nghịch biến theo bài toán yêu cầu đó là từ 3 đến 4 và lớn hơn 2. Xem trong các đáp số có từ 3 đến 4 và lớn 2 không? Chỗ này các em giải cẩn thận giúp thầy một tí nhé, đừng nhầm dấu này. Từ 3 đến 4 và lớn 2. Đó, thì cái này không phải. Thì chúng ta sẽ thấy là uh, lớn 2, từ 3 đến 4 và lớn 2. Thì trong các đáp số chúng ta có B đúng không? Khoảng 0,2 nằm trong này đúng không? 3 đến 4 lớn 2 Để thầy xem nào Bên này chọn gì ấy nhỉ 3 đến 4 Và Lớn hơn 2 Từ từ lớn 2 thì nhỏ hơn 2 nhỉ Chỗ này tự e tăng <laughs> E tăng Chỗ này như là Không chỗ này tôi thử tí thôi 4 5 chiều 1 còn 4 4 lớn hơn 2 x À nhỏ hơn 2 chứ nhỉ Có phải nhỏ hơn 2 không các em Quên mất sao chỗ này mình lại giải ra lớn 2 nhỉ Đúng không Ừ các lớp xem chỗ này sửa đi một thế một tí giúp thầy. Lớn hay nhỏ hơn 2? 5 2x lớn 1 thì chuyển vế sang đây 4 2x lớn 0, x nhỏ hơn 2. x nhỏ hơn 2, sorry, x nhỏ hơn 2. Như vậy cho các đáp số chúng ta chọn B. Được không nhỉ? Chọn B vì khoảng 0,2 thì nằm ở trong cái đó là nhỏ hơn 2. Còn các cái còn lại là không đúng, các cái còn lại đều sai hết, các em có thể quan sát. Đó. Xong nhá. Chỗ này hiểu được không? Ok không? Được chưa? Chỗ này hiểu không? Chỗ này cẩn thận nhá. <laughs> cẩn thận. Đấy là cách giải theo đó, bất phương trình. Các em rõ chưa nhỉ? Giải theo bất phương trình ta sẽ chọn B. Ngoài ra tất nhiên chúng ta còn thêm các cách khác nữa. Tất nhiên là các em cũng có thể làm theo cái hướng đi, đó là giải dấu bằng luôn cũng được. Các em giải dấu bằng thì cho ba cái người này, em cho 5 chữ 2X âm 3, 5 chữ 2X âm 1 và 5 chữ x bằng 1. Em giải ra 3 nghiệm rồi em đan dấu cũng là một cách rất tốt. Đều được hết cả. Được chưa nhỉ? Câu số 16. Chúng ta suy nghĩ câu này một chút cho thầy nhé. Cho hàm số y bằng fx liên tục trên tập R có bảng biến thiên như ở hình vẽ này. Đó, giống kiểu đường cong ngược 3, tìm số nghiệm thực của phương trình f bình x bằng 3 trừ 2 lần fx Nào, bây giờ chúng ta sẽ làm bài này như nào? Chúng ta sẽ làm bài này như nào? Đây cũng là một câu hỏi khá hay. Được chưa? Đó. Được không nhỉ? Nào. Bài này có sự xuất hiện, em để ý, bài toán có sự xuất hiện của F bình. Những bài toán có sự xuất hiện F bình rồi F mũ mấy chăng nữa. Các em sẽ giúp thầy là chúng ta sẽ đưa phương trình này về phương trình cơ bản bằng cách các em có thể đặt T là Fx cho nó dễ làm. Được không? Các em đặt T là Fx để cho nó dễ làm bài. Hoặc là không cần đặt cũng được các em chuyển vế sang luôn và trong đầu các em ngầm hiểu rằng đây là phương trình kiểu như có dạng đó là T bình cộng 2T trừ 3 bằng 0. Chúng ta ngầm hiểu trong đầu như thế này. Chúng ta sẽ có T bằng 1, T bằng âm 3. Như vậy lúc này tương đương với chúng ta giải được Fx bằng 1, Fx bằng âm 3. Cái lớp hiểu ý của bài không nhỉ? Đó, hiểu ý không? Hiểu ý của đề không? Đấy, nếu một phương trình mà có sự xuất hiện đi xuất hiện lại của Fx mà nó nhiều ấy, em có thể là T. Đấy nó giống kiểu đổi biến bình thường ấy. Từ đây dẫn đến chúng ta sẽ sử dụng tương giao cắt hai lần cho thầy. Một lần thì các em cắt vào đường thẳng đây y bằng 1. Được chưa nhỉ? Và một lần các em cắt vào đường thẳng âm -3. Để các em lưu ý về nghiệm. Thứ nhất, nếu các em cắt vào 1 thì chúng ta sẽ có 1 2 hai nghiệm. Còn nếu mà các em cắt vào âm 3 thì chúng ta có cũng hay đúng không cả lớp? Cả lớp có hiểu được không nhỉ? Đó, cắt vào như thế. Vậy chúng ta có mấy nghiệm các em? Chúng ta trả lời cho thầy nhé. Đáp án cần chọn là gì nhỉ? Đáp án cần chọn của chúng ta đó chính là đáp án B. Bốn nghiệm phân biệt. Đáp án B, bốn nghiệm phân biệt. Đó, câu này bình tĩnh xử lý là vẫn ra, nó cũng kiểu như kiểu gần giống kiểu hàm hợp ấy. Đó, nó cũng gần giống kiểu như thế thôi nhưng mà người ta lại tác động hàm hợp vào cái lũy thừa để cho cái fx nó bậc nó cao lên thì việc làm giống như đặt ẩn thôi không có gì cả mỗi một phương trình này khi cắt đều sinh ra hai nghiệm bốn nghiệm này không ai trùng nhau lên kết luận là b là bốn nghiệm là câu này là đi qua chắc chắn là các em hiểu đúng không ok 17 một số câu này từ 17 trở đi thì có thể là sẽ khó hơn các em bình tĩnh để xử lý các em nhé. Còn những cái câu nào mà tiêu biểu mà nó đơn giản mà dễ quá thì các em có thể tự luyện tập trong các cái nhiều các cái đề và trong các cái tài liệu hoặc là bài tập thầy cô em cũng giao nhiều rồi. Được chưa? Đó thì các em cũng luyện tập rồi. Thì câu 17 này các em chú ý hơn cho thầy một chút. Về một số cái bài toán có thể là uh, có chứa thêm trị tuyệt đối được không? Thì ta lưu ý thêm một tí. Với hàm số bậc 3 fx người ta cho như trên bảng số nghiệm của phương trình trị tuyệt đối f theo biến x mũ 3 trừ 3x bằng 1 phần 2 là bao nhiêu? Được chưa? Đó, thì đây cũng là một câu hỏi tương đối là hay. Chúng ta có hai cách giải. Chúng ta có những hai cách giải cơ. chưa? Chúng ta có hai cách giải. Với cái dạng hàm số này, đây là dạng bài toán trị tuyệt đối của F theo biến U bằng M nào đó. Đó, tức là vừa trị tuyệt đối, lại bên trong lại còn là hàm hợp. đó, thì cách giải thứ nhất đó là giải theo cách đại số. Nếu các em giải theo cách đại số, thì các em sẽ chia ra thành hai trường hợp. Đó là FU, FU bằng 1 phần 2. Và trường hợp thứ hai đó là FU bằng âm 1 phần 2. Cách này rất đơn giản và dễ hiểu. Bạn nào hiểu được Bài này không quá khó Thực ra thì cũng là những câu hỏi mang tính chất vận dụng vận dụng nâng cao hơn một tí thật Nhưng mà các em chịu khó bình tĩnh nghe kỹ một tí thì cũng không quá khó Theo theo cách đại số thì bạn nào kể cả yếu hay là giỏi thì đều hiểu được hết Đó là giải hai trường hợp cộng trừ 1 phần 2 Cách thứ hai đó là chúng ta sẽ giải theo kiểu đó là theo kiểu hình học tức là theo kiểu đồ thị kiểu đại số xong rồi. kiểu đồ thị các em sẽ sử dụng biến đổi đồ thị Chắc chắn là em biết biến đổi chia đối rồi Thầy nghĩ là thế Chúng ta sẽ xóa phần đồ thị phía dưới trục hoành Và chúng ta lấy đối xứng lên trên Sau đó chúng ta sử dụng phương pháp giao cắt luôn lên 1 phần 2 Thì bạn nào biết biến đổi đồ thị Em 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 có khả năng nghiêng về cái nào hơn Thì em sẽ giải theo hướng đó Chỗ này có hiểu được không nhỉ? Đó biến đổi đồ thị Như vậy ở đây Nếu như mình cảm thấy mà Đây này nếu biến đổi được đồ thị thì chúng ta sẽ kéo nó hết lên trên như thế này. Xóa bỏ phần dưới này đi và kéo nó lên như thế này. Đó, chỗ này nó sẽ là mấy nhỉ? Chỗ này sẽ là một Các em có thể kéo luôn như thế này một phát. Hiểu không? Đó, rồi cắt. Nhưng vấn đề đang nằm ở đây đó là đây lại là FU chứ không phải là FX. Nếu chúng ta giải theo FX thì nó lại đơn giản. Thì FU chúng ta lại phải giải thêm Uh, các trường hợp chúng ta thay x bởi u, đầu tiên ta vẫn sẽ giải ra các nghiệm x trước. Sắp xỉ một chút, sau đó chúng ta sẽ thay x bởi u giống như lúc nãy thầy đã chú ý thế là xong thôi. Thì ở đây em có thể chọn cho mình hướng đi nào cũng được. Em có thể vẽ chèn vào đây hoặc là chia hai trường hợp thì cũng như thầy thôi. Cả lớp ghi lại chỗ này vào vở. Bây giờ theo định hướng như vậy, chúng ta sẽ có lời giải Bây giờ giả sử các em chia hai trường hợp đi giải cho nó dễ. Đó, cách này thì ai hiểu được hết. Giải phương trình fx bằng 1 phần 2 và âm 1 phần 2. Đầu tiên ta cứ giải phương trình cơ bản trước, xong tí nữa ta đổi x sang u là bài toán xong thôi. Vậy đầu tiên vẽ cho thầy đường thẳng 1 phần 2 và đường thẳng y bằng âm 1 phần 2. Nếu nó đọc ra nghiệm đẹp thì ok, còn nếu mà xấu thì mình đành phải gọi là ABC thôi thì em sẽ thấy à, hai cái hai cái tên này nó đều cắt đồ thị tại ba điểm nhìn rất rõ eo sáu trường hợp liền ý vui lắm sáu trường hợp a đây là a b c còn đây là d e f đấy ví dụ như thế cả lớp nhìn rõ chưa đấy d e f a nằm giữa tức là a là một số nào đó kiểu nằm giữa từ -2 cho đến 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 uh, -2 cho đến uh, bao nhiêu nhỉ? A là một số kiểu nằm giữa từ -2 cho đến khoảng -1 hay đến 1 cũng được thực ra chả quan trọng lắm. Chữ -2 thôi chỗ này -1 đây -1 chứ. Tầm ý nằm giữa khoảng kiểu chữ -2 đến chữ -1. Cái này thì b nằm giữa 0,2 và c là một số lớn hơn hẳn 2. Tiếp tục D của em D của em là một số nhỏ hơn cả trừ 2 Tức là nằm bên này Nhỏ hơn cả trừ 2 có hiểu được ý thầy không? Đó, D là một số nhỏ hơn trừ 2 E là một số lớn 2 Và F cũng là một số lớn 2 Ở đâu? E, ừ rồi, E và F đều là một số lớn hơn 2 cả Đâu nhỉ? Từ từ Theo chỗ này nó vẽ cắt Đây là chỗ này nó... Là... Cái âm 2 này và 2 này là nó cắt trục hoành đấy lưu ý là nó cắt trục hoành Hiểu chỗ này không? Đó là cắt trục hoành Như vậy E và F đều là những số lớn 2 Đó Đấy là một cách các em ghi ABC Còn nếu không nhá, thì thầy theo thầy nhá Em có thể ghi luôn cái chỗ này Em 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 chọn đại diện một số trong đó cũng được Nói chung là nếu mà trách nhiệm mà không đòi hỏi quá Thì theo kinh nghiệm Chỗ này các em ghi luôn Thực ra nếu mà từ 0 đến 2 em ghi luôn B của một cũng được Tức là nếu không ai đi điều tra theo dõi chỗ này ấy, Thì tương đối một tí cũng không sao thầy có khi thầy cũng nghe làm thế chứ chứ nhiều khi mà mà vẽ kiểu nhiều khi mà abc xong thì đánh tên chữ cho nó xong nhiều khi thầy đọc nhiều các cái tài liệu sách vở người ta cũng đánh thế này thì thì đúng là như thế thì ghi là thế là chuẩn thật eo nhưng mà đến khi mà khi mà tra lại để mà ngồi cắt 6 lần cứ abc điên hết cả đầu thôi được sao đánh luôn có khi không khéo may lớn hai đánh luôn ba cũng được cũng không ai làm gì cả đâu thực ra về mặt nguyên tắc thì nó cũng cũng không 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 chết người đâu nó cũng không chết người đâu đấy là nguyên tắc thôi cả lớp nên hiểu như thế rồi và bây giờ nhưng đấy là phương trình cơ sở bây giờ chúng ta thay hàm hợp thì chúng ta chỉ cần giải cho thầy các trường hợp này là xong ta thay toàn bộ chữ x lúc nãy thầy thầy giải thích cho các em hiểu thôi về sau cái bước ý các em không cần ghi mà các em viết luôn cho thầy sáu cái dòng này một cái là xong rồi đi về luôn đó tức là cái này Đấy, vừa rồi là thầy giải thích cơ sở cho các em thôi để các em hiểu tại sao như vậy. Bây giờ tôi viết luôn cái này này. Đấy. A, B, C. Hiểu không? Đó. Thế thì chỗ này nhá Dấu cộng thứ nhất. Nếu bạn nào, nếu mà bạn nào mà mình tự cho A, B, C, vân vân một cách tương đối thì mình sẽ bấm máy tính thật nhanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 phương trình thì chỉ cần ngồi bấm máy tính 6 phương trình thật nhanh và ngồi đếm nghiệm là đi về Đấy là cách thứ nhất Thì cách đại số chỉ có cái như thế này Đã đại số là phải bấm máy tính thôi Chỉ có thể, thể cách để ý thôi Đó, rất vui Bấm với cái này thì không khó với các em Nhưng em phải cho số cụ thể mới bấm được chứ chứ không Thì em tự cho nhé, em cứ cho thoải mái đi Thầy bảo em cho, em cứ tự cho thoải mái, chọn đại diện Nó không sai được đâu Về mặt nguyên tắc thì ít khi sai lắm Nhưng cách thứ hai Cách này hay hơn này chứ bấm 6 lần này nghe mỏi tay lắm. Cách thứ hai, các em sẽ uh, khảo sát cho thầy cái bên này và các em sử dụng tương giao lần nữa. Các em sẽ khảo sát cho thầy cái 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 cái, cái đứa đó là x mũ 3 trừ 3x này, em khảo sát và em sử dụng tương giao các em vẽ cho thầy cái bảng biến thiên em cắt 6 lần một cái thì em sẽ nhìn nhanh hơn. Thì, thì theo thầy em nên làm bấm lại, bấm được rồi, cả lớp tự bấm chỗ này. Còn thầy sẽ hướng dẫn cho em cách thứ hai đó là khảo sát cái bên vế trái sau đó em cho cắt 6 lần một cái thì nó ra luôn. Thì cách này nghe có vẻ là sẽ vui hơn. Cả lớp ghi vào vở và đây đây là câu quan trọng, cả lớp ghi vào và. Nhớ chưa nhỉ? Đó, cả lớp ghi vào và. Sau khi mà các em khảo sát ra thì cũng rất là nhanh, nó cũng chỉ mất khoảng có có, có chưa đến một phút đâu, cũng mười mấy giây thôi. Em khảo sát nhanh ra cái này. Chỗ này thì khảo sát thì chẳng nhẽ không biết làm đạo hàm một tí ra cái nhở 3x bình trừ 3 nhỉ nhầm nhầm trong đầu ôi đầu mình thật là thông minh quá 3x bình trừ 3 là ra cộng trừ 1 ôi đầu mình thông minh quá xét dấu đây là dương âm ờ uh, ôi mình thông minh quá chỗ này ai xử lý được chỗ này muốn bấm nhanh thì vào uh, 19 hay thì phải tôi không nhầm thì là thế chỗ này để ra nhanh nhá thì vào 1923 nhé máy 580 nhá trên máy bình thường nó không làm được đâu bạn có thể dùng 580 một phát là ra cái này chưa đến 10 giây. Nếu mà bấm cái này nhanh 580. Đấy, trông vào đây thầy dạy cho các cái bước có cả hai cách mà trong mỗi bước đều có cách làm nhanh này. Dùng 580 là nhanh nhất. Đấy, sau khi mà mình đã tìm ra được chỗ này là hai và chỗ này là âm 2 Thế giờ ơi, giờ nó thích cắt chục lần cũng được. Úi giời ơi. giờ nha, tôi đếm cho các em nghe cắt chục lần cũng được. Đây là cái thước kẻ của tôi này. giờ thích cắt chục lần cũng được, được chưa? Nào, giả sử A là một số nằm ở đây như vậy là Chỗ này lưu ý lúc nãy là từ âm 2 đến âm 1 nhỉ Lúc nãy thầy có chú ý với các em một chút Thiếu dấu đấy trong quá trình làm soạn đề là nó hay bị <laughs> xảy ra sơ sót xin, xuất, xin phép được lượng thứ Giả sử nào chúng ta có A mình cứ lấy giữa đi Là âm 1,5 đi Âm 1,5 1,5 chắc chắn ở giữa rồi. Ôi, ba nghiệm âm 1,5 đây rồi. Đây âm 2 mà. Ba nghiệm. Xong người đầu tiên nhá. Người thứ hai, úi giời ơi b bằng 1 đi. 1 đâu rồi? Úi cũng ở giữa luôn. Úi, ba nghiệm. Ôi mình giỏi quá. Tiếp tục c lớn 2, lớn 2 trên 2 rồi. Á, giời ơi cắt chỗ này nó chỉ có cắt vào đây thôi À một nghiệm ôi mình siêu quá tiếp tục d nào Ờ ừ, từ từ xem lúc nãy là d d là cái gì d nhỏ hơn trừ hai nhỏ hơn trừ hai đây nè nhỏ hơn trừ hai đây nè đây trừ hai cũng chỉ có một nghiệm thôi xem hai cái thằng cuối cùng xem nào e và f e và f lúc nãy đều là những con số lớn hơn hai bởi vậy là lớn hai cũng chỉ toàn mấy đứa này thì đều chỉ đẻ ra một cháu thôi. Mỗi nhà có một cháu. 3 6 7 8 9 10 đáp án B rồi, đáp án B, chúc mừng các em đáp án B xong. Ôi trời. Trời, tắc thở. Rồi, như vậy là thực ra là thầy mô tả cho các em, thầy phải viết ra đầy đủ thế này, các em chả cần viết đâu. Thầy nói thật ai mà làm thông minh nó có cần viết đâu đây thấy cứ phải mất công thì giải thích không nhiều bạn ấy mắt chữ y mồm chữ o bảo tại sao thầy lại có cái đống này. Chứ thực ra ấy, nếu mà có phải trình bày thì xin nhắc lại với các em một chút. Chỉ trình bày uh, có mỗi cái chỗ này thôi, nó viết nhanh một tí là có viết mỗi cái chỗ này một tí. Còn đến các cái chỗ này đấy hai cách. Ai thích bấm máy thì bấm tại vì có những đứa nó thích bấm, nó nhanh nó dẻo nó giỏi mà. Còn đứa nào thích vẽ giỏi thì vẽ ra sơ cắt một cái thì tùy. Ai có khả năng năng khiếu nghiêng về cái gì hơn thì mình chơi theo cái đó. Đó. Thì nhưng mà theo thầy <laughs> ở trong trường này thì vẽ thì khoa học hơn. Được chưa? Cái này chỉ có 10 giây thôi đứa nào làm nhanh nó có 10 giây. Tổng cũng chỉ khoảng một phút hai phút thôi. Mặc dù đây là vận dụng vận dụng cao thật. Thì đấy là một trong những cách mà thầy thấy là có thể coi là tối ưu. Còn ngoài ra ai mà thích vẽ thêm trị đối thì tùy nó cũng như thế thôi thêm chị đối vào nó cũng vẫn sáu nghiệm thôi vẫn vẫn sáu trường hợp chả có gì nhau bình tĩnh mà làm nhé đó đây là thầy thầy dừng lại thì giải thích cho kỹ một tí đấy còn về sau các em làm quen rồi ai em sẽ làm rất là nhanh đấy như vậy đây là cái cái cắt với hàm hợp nhé như vậy là mình hiểu rồi chứ gì mình hiểu tại sao có các kinh nghiệm này chưa ừ. rồi câu 18 được chưa những câu này thì những năm trước thì nói chung là bài toán cũng khá là nâng cao hơn, nhưng mà bây giờ thì nó cũng đỡ đỡ hơn rồi. hầu như bây giờ nhiều bạn cũng biết làm rồi, thì nó có thể công nhận là nó có thể nó 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 sẽ chỉ thành vận dụng chứ chưa hẳn về sau thành vận dụng cao hẳn. Nhưng mà đấy là tùy theo sức học của từng người thôi. Có những người thì người ta sẽ thấy là dễ, nhưng cũng có những người người ta vẫn sẽ thấy là khó. được chưa nhỉ? À, tiếp tục nhé, cố gắng lên. Nhưng mà nhiều đứa chưa chắc đã biết làm đâu nói thật được chưa? Câu này là một câu cũng khá là hay xuất hiện rất là uh, em sẽ thấy trong các đề. Đó là câu hỏi với hàm số bậc 3 cho như trên bảng tìm uh, tập hợp các cái giá trị m để phương trình f theo biến sin bình bằng m là có nghiệm. Chúng ta có nghĩ là câu này không? Chúng ta bình tĩnh để làm nhé. Đây cũng là một câu có sự xuất hiện của hàm hợp và trong này người ta rất hay cho yếu tố lượng giác vào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích bài toán để giải phương trình giống như thầy đã nói, đó là giải phương trình có chứa hàm hợp. Thì chúng ta sẽ đi giải các cái phương trình cơ sở là cái hàm thường đi. Đó chúng ta xét xét hàm thường là chúng ta sẽ giải kiểu như là phương trình f(x) m. Ở đây với những cái hàm hợp này thì các em sẽ đặt t. Các em sẽ đặt t là sin bình khi các em đặt T là sin bình thì em sẽ tìm cho thầy cái miền giá trị cho T thì sin bình của em nó sẽ nằm là từ 0 cho đến 1. Đúng không nhỉ? Đó nó sẽ nằm trong đoạn là từ 0 đến 1. Và bây giờ để giải FT thì chúng ta sẽ đi quan sát FX vì em có thể đổi chữ x thành chữ t đỡ như nhau cả thôi. Cùng là hàm F cả, cái biến gì nó không quan trọng. Bây giờ quan sát trên miền từ 0 đến 1 quan sát đồ thị trên miền từ 0 đến 1. Thì chúng ta sẽ thấy là đồ thị của chúng ta, em quan sát hộ thầy xem nó sẽ chạy từ mấy đến mấy. Đây nhá, thầy tô đậm vùng này hơn. Các em nhìn rõ cho thầy. Đó, khi tô đậm trên vùng từ 0 đến 1 thì cái này cao nhất là bằng 1. Đúng không nhỉ? Cao nhất là bằng 1 và thấp nhất là âm 1 cả lớp có thấy điều này hay không? Được chưa nhỉ? Đó. Thấp nhất là âm 1 cả lớp có nhìn được không? Ok. Nhìn cho thầy cái lớn nhất nhỏ nhất. Thế là xong. Bài toán này đưa về dạng phương trình FT bằng M, FT bằng M và lúc này phương trình này phải có nghiệm T thuộc trên đoạn 01. Thầy sẽ nhắc lại để phương trình F theo biến sin bình bằng M là có nghiệm. Ở đây là có nghiệm thực. Thì khi đổi biến xong thì phương trình đưa về dạng Ft bằng M lúc này phải có nghiệm T và thuộc trên cái đoạn đang xét là 0, Mà theo lý thuyết có nghiệm thì chỉ cần cái M này nó nằm giữa từ min đến mắc của cái hàm số là có nghiệm. Chắc là chắc chắn là cái lý thuyết có nghiệm này cả lớp đã nắm được rồi. Như vậy rất là nhanh chúng ta sẽ có ngay m của em phải nằm trong đoạn trừ một đến một rồi ok đáp án cần chọn của chúng ta đáp án a các em có ra a không a không thể là d đâu em a đấy tại vì em thầy biết là em, em, em nhìn lộn em lại nhìn sang cả ba chỗ này đâm sai đấy chưa? chỗ này chúng ta đâu có, đâu có tính ba nhiều đứa nó sai ở chỗ này là tại sao em chọn ba thầy biết ngay chọn ba này đâm sai ngay tại vì em đặt nhầm điều kiện chắc chắn là em đặt điều kiện đây này em đặt điều kiện sai bạn mai anh có hỏi d hay a thầy thì mai anh chú ý là bây giờ nếu em đặt điều kiện mà sai em đặt điều kiện trừ 1 đến 1 thì em mới ra ba được mà em ra ba tức là em uh, cạp đất mà ăn rồi <laughs> được chưa đó hiểu không uh, ok nhé thầy xin nhắc lại là đây là những cái phương pháp thầy nói là những phương pháp tiêu biểu uh, và căn bản nhất. Hầu như thầy nói thì tất cả các bạn kể cả học yếu hay học giỏi đều biết. Tất nhiên là các em có thể có thêm cho mình các phương pháp khác, học hỏi thêm, một số bạn học khá thì em có thể tìm hiểu thêm các phương pháp mà các thầy cô đã có kinh nghiệm và các thầy cô cũng đã, đã 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 mở rộng nói thêm cho các em ấy, ví dụ như là ghép trục hay là gì đó vân vân. Thì tất nhiên rồi, nhưng mà nhiều khi mà tuy rằng cứ cho là nó vẫn giải quyết được có thể nói là cũng rất là tốt nhưng mà để hiểu được cái đó thì nhiều bạn học yếu nó thấy rất cồng cành thế thì thầy đã cố gắng rút ngắn gọn các cái bước trong quá trình để làm lúc nãy chúng ta có cả hai cách cả đại số và vẽ cắt như thầy đã nói thì những bạn học yếu tốt nhất các em làm theo uh, bấm đại số giống như thầy luôn hoặc là vẽ cắt giống thầy luôn là đơn giản và dễ hiểu nhất còn nhiều khi em làm nếu mà em đã không cố đừng hiểu thì em đừng có học leo tại vì nhiều khi em leo theo mấy cái ghép chụp các thứ nếu em hiểu tốt thì thầy cũng nói nhưng mà vẽ được thêm cái bảng đó cũng khá là cồng cành và cũng không phải là dễ đâu những bạn học khá bạn ấy làm quen nhanh rồi thì nó không sao mình đây cái phương pháp căn bản nhất dễ hiểu ai cũng làm được thì mình nên học theo của thầy trước còn trừ khi mà đến khi mà cái bài nào cảm thấy mà nó mà mãi không làm được ấy hoặc là muốn có thêm các cách giải thêm khác thì mới bảo bạn nào học giỏi bạn ấy chỉ cho thêm Nhưng mà đừng có học kiểu đó là mỗi thứ biết biết một tí Rồi cuối cùng mất cả trí lẫn chài thì nói thật Không may về sau so, phương pháp căn bản nhất thầy đã nói cho dễ hiểu nhanh Thực ra các thầy cô làm bằng cách nào thì các thầy cô cũng đều làm nhanh rồi Có điều quan trọng nhất là muốn hướng các em là theo cách nào thôi Chứ thực ra không phải là không 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 biết đến các cái phương pháp ghép trục hay là cái gì kia. Có nhưng mà trong một khoảng thời gian live stream này thầy không có nhiều thời gian để mà hướng dẫn được thêm các cái cách khác đó nữa thì nên là các cách đó các em có thể đọc thêm tài liệu này hỏi thêm bạn bè học nhóm đó nhưng mà nên nhớ là không bắt buộc và là có thể là nó sẽ tốt với người này nhưng mà có thể nó sẽ trở thành nó lại lằng nhằng phức tạp quá với người kia ấy. hiểu không thế nên là thầy nói thật thật mà chứ thầy cũng không bắt các em hoặc là phải bắt buộc phải hướng theo một cái phương pháp nào mình cảm thấy nó phù hợp linh hoạt với cái nào thì mình cứ thế mà áp dụng đấy là nguyên tắc nhé cả lớp đã hiểu chỗ này không nhỉ đó đấy là nguyên tắc ở tại tại vì ở đây có một số bạn bảo đã thưa thầy mình có thêm cả các phương pháp khác nữa thì mình có áp dụng được không thì tất nhiên rồi mình vẫn dùng được đó nhưng quan trọng là mình hiểu thật sự về nó mà và mình cảm thấy làm mà nó nhanh hơn hẳn ờ thì đúng là mình cứ làm thôi đó ví dụ như thế còn thầy khuyến khích các bạn nào mà mức độ mà cứ từ giữa mà từ 6, 7, 8, 8 rưỡi các thứ không cần phải 90 quá ấy Thôi đủ rồi Học nhiều quá loạn thần kinh chết đấy Đùa đâu không đùa đâu <laughs> Các bạn học yếu Nó loạn thần kinh Nó hiểu được cái kia thầy đã thấy cảm thấy mừng rồi Ôi, Tốt quá rồi Được chưa Nó hiểu được các cái khác Nhỡ nó lại toàn làm sai thì thôi chết Vỡ mồm chết đấy Được chưa Các cái khác Nó không phải cái gì nó cũng hiểu được đâu Nhiều phương pháp nó không có trong sách giáo khoa Lằng nhằng phức tạp lắm Và nó cũng chả được kiểm chứng gì nhiều đâu chỉ với những người mà làm nhiều có quen kinh nghiệm rồi thì họ sẽ biết thế nào là đúng hay sai Còn các em, úi dồi ôi thôi, cũng cũng vừa vừa phai phải thôi Thế nên là đấy chỉ gọi là cái cái thêm thôi Ai thích học thêm cái gì thì học thôi Nhớ chưa? Chứ không không chết đấy Nhiều khi nhiều khi làm bình thường mà còn toàn sai rồi đến cái, đến áp dụng cái đó thôi mà Tại vì nó cũng có nhiều biến thể dị dạng lắm nó cũng không phải là một hệ thống nhất đâu tùy với câu này nó lại thế này câu kia nó cũng, cũng nó cũng nhiều biến nó cũng nhiều di truyền biến thể dị dạng lắm nó cũng nhiều kiểu lắm cũng cũng không không đơn giản đâu ạ à. được chưa đó ừ. nên là ai học được thêm thì cứ học thầy chỉ sợ kém học thầy chỉ sợ kém học nhiều kém mệt thôi chứ học được thì là tốt chứ đúng không sợ kém học nhiều rồi so kém <laughs> tẩu hỏa nhập ma thôi <laughs> chết sợ lắm <laughs> học nhiều Hiểu không? Đó. Thế nên là con hiểu được cái phương pháp bình thường thôi. Thầy đã chỉ cho các các con các cái bước trong quá trình làm và là thầy đã chỉ cho nhiều cách và đã rút ngắn có thể nhất rồi. Đó. Còn các thầy cô các thầy cô cho dù làm bằng cách nào các thầy cô vẫn làm nhanh được. Quan trọng là ở các em thôi. Được chưa? Quan trọng các em thôi. Không có gì, đối với. thầy cô được trả vấn đề gì. Thầy cô không có vấn đề gì. Ừ, có hiểu không? 19 cho thầy. Cho hàm số fx liên tục trên r và có đồ thị như này tập hợp các giá trị m để f theo biến x bình cộng 2x trừ 2 bằng 3m cộng 1 có nghiệm trong đoạn 0, 1. Đấy, đây cũng là một câu về kiểu chứa tham số và có sự xuất hiện của hàm hợp. Được chưa? Đó. Thì các em nếu mà phương trình không quá phức tạp thì em cứ giải bình thường cho thầy. Với phương pháp đặt T bình thường đây. Em có thể đổi biến đi, tới đây là phương pháp chung rồi. Với T các em đặt là x bình cộng 2x trừ 2. À, khi mà x thuộc đoạn 0 1 thì cái T này của em nó sẽ thuộc trong đoạn trừ 2 đến 1. Được chưa nhỉ? Đó. Và lúc này, để thầy gợi ý một chút nhé. Khi mà các em đạo hàm cái T này, đạo hàm cái T này thì chúng ta sẽ ra đó là 2X cộng 2. Thế thì 2X cộng 2 này của em chắc chắn là sẽ dương với mọi X thuộc 0,1. Nên cái hàm số TX này của em là một cái đồng biến Chính vì nó đồng biến được như thế này thì em chỉ cần thay trực tiếp hai số 01 để vào đây thì em mới thu được âm 2 đến 1 ấy. Không phải bài nào nó thay kiểu ý đâu ạ. À. <laughs> Bình thường là các em phải xét cho thầy đạo hàm của cái này ra nhé. Để cho nó rõ hơn hoặc là bờ máy tính được. Tùy. Thì phương trình đưa về dạng đó là FT bằng 3M cộng 1. Muốn phương trình này, phương trình ban đầu có nghiệm thuộc đoạn 01 thì phương trình FT bằng 3M cộng 1 này phải có nghiệm thuộc đoạn đó là trừ -2 đến 1. Bây giờ các em tô đậm cho thầy cái vùng trừ -2 đến 1 thôi là được. Em cứ quan sát được cái là giỏi rồi. Đây, cùng là hàm f, em chỉ cần tô đậm cái vùng này thôi cho thầy. Phần thầy tô đỏ ấy, nhìn thấy không? Đó, trừ -2 đến 1 thế là xong. Quan sát vùng này thôi nhé. Ừ, hiểu không? Thì muốn có nghiệm thì em chỉ cần đọc cho thầy giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên đoạn này là xong. Bài toán không hỏi là có mấy nghiệm đúng không? Thế nên là chúng ta chỉ cần biết có nghiệm thì là nó cứ cắt vào giữa thì là được. Còn mấy nghiệm thì tùy vào các em thôi. Khi bài toán người ta hỏi rõ hơn. Thế thì chúng ta thấy thấp nhất là 0, cao nhất là 4. Chúng ta giải trong đoạn 0, 4 cho cái ông kia bị kẹp như là bánh mì kẹp chả cho vào đây một cái thì chúng ta sẽ thu được. Đáp án của chúng ta đó là D. D nhá D. Được chưa? Nó cũng uh, một câu rất là tiêu biểu thôi. Cũng không phải là quá khó giải được. D. Âm 1 phần 3 đến 1. Chuyển, chuyển vế sang cái là ok luôn. Âm 1 phần 3 đến 1. Cả lớp rõ chưa nhỉ? Câu số 20. Ôi trời. Ơi. Đây. Đây, với câu này, những bạn nào học khá mà tốt ấy, các em có cũng có thể sử dụng ghép trục được đây. Thì câu này thầy cho phép này. Trong bài thì thường cũng chỉ có khoảng một câu cùng lắm hai câu gì đó mà nó liên quan đến kiểu như là đếm số nghiệm của phương trình hàm hợp mà nó có chứa nhất là những cái bài toán mà có chứa lượng giác thế này thì các em có thể bạn nào tốt thì các em sẽ sử dụng cho thầy thông qua đây em có thể sử dụng ghép trục cũng được còn nếu mà các em chắc kiến thức một chút ấy thì làm bình thường nữa vẫn ra thôi tại vì cũng không phải là quá khó nhưng những câu này thì xin nhắc lại nó là vận dụng vận dụng cao rồi nếu xếp về mặt phân loại nó vẫn được xếp vào vận dụng vận dụng cao nhớ chưa chứ cũng không phải là câu dễ với nhiều bạn đâu được chưa tùy người mà đây là tùy người đấy Chứ mình đừng nghĩ là câu này dễ hay câu này khó Đấy là do tùy người Được chưa Đấy, ở đây nhiều bạn vẫn còn kêu khó kinh lắm Không phải ai cũng làm được nhanh một phát ăn luôn đâu Thật mà, đó Rồi, người ta cho em bảng biến thiên của hàm F rồi Người ta hỏi phương trình F for bằng 1 Trên có bao nhiêu nghiệm thuộc cái đoạn 0 đến 5V chia 2 Đấy rất nhiều bạn ngày xưa bảo thưa thầy lớp 11 mình học lượng giác làm gì em thấy lằng nhằng khó quá. Đây những câu này tất cả những câu từ 18, 19, 20, tất cả các câu này của thầy đều chắc chắn có khả năng rơi vào thi đến hơn 90%. Nhớ nhá, thi học kỳ, thi giữa kỳ, thi gì thì thi những câu này sẽ xuất hiện rất nhiều. Đấy. Thế nên nhiều bạn bảo thưa thầy, sao tự nhiên có lượng giác ở đây lớp 11 em không ôn thì chết chưa, chết cha mày chưa. Nhiều khi ngày xưa nó cứ bảo thấy khó quá là mình bỏ, không, bỏ làm sao được. Bây giờ Nhân qua đây những bạn nào ở đây đang có các em lớp 11 nhá, tôi thông báo luôn cho các em luôn. Đứa nào mà cứ bảo là 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 thôi bỏ qua đi không học đâu lên 12 học một thể. Mày đừng mơ, đừng có mà mơ lên trên này mày không học đi. Trước đó mày không học đi, đến chỗ này nhá, mày sẽ bó tay về tại sao tự nhiên nó lại lòi ra một đống các thể loại từ lớp 11 ở đây. Và lúc ý mày sẽ không làm được cái mức độ điểm cao này trở lên đâu. Học nó đều có giá của nó cả. Ngày xưa lại cứ bảo thầy ơi ngày xưa lớp 11 cần gì phải học lắm làm gì Ôi giời ơi đây này về sao Thầy cho F sin x là còn hiền lành đấy Mà sao nhiều câu trong đề nó cho tẩm hơn nhiều F for ôi dồi ôi cho cả một cái cụm gì Mấy xin bình rồi mấy xin mũ bốn Rồi Mày ngồi đợi 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 đấy để mà khoanh vừa đáp án Chờ các cụ nhà mày gánh hộ <laughs> Chờ các cụ gánh còng lưng hộ không có đâu Học ngày xưa đều có tác dụng cả Như vậy các bạn lớp 11 có công nhận với thầy điều đó không? Đấy, thầy nói thế rút kinh nghiệm học có tác dụng hết Không có cái gì tên là thừa Đấy, hiểu không? Các em 12 bây giờ thì tất nhiên là các em quá biết điều đó rồi Được chưa? Chỉ có điều ngày xưa ai không học bây giờ là quá muộn Được chưa? Ai không học bây giờ là sẽ rất muộn Đúng không? Được chưa? Hiểu không? Đó Hiểu chưa? Rồi, đấy bạn nào dùng ghép chụp các thứ em đọc luôn hộ thầy kết quả nhé Xong thầy cho kết quả luôn Mọi người biết làm chưa? Được chưa? Nếu bạn nào biết làm rồi đọc luôn hộ thầy kết quả được chưa? Được chưa? Nào, nếu mà làm bình thường thì cũng được nhé. Câu này F sin x vẫn còn hiền lành chán, chưa đến mức đánh đố đâu. Thì chúng ta sẽ đặt T cho thầy nhé. Các em đặt T cho thầy, cách làm bình thường nhất này. Cách làm gọi là ngây thơ nhất này. Chân phương mộc mạc nhất ấy, được chưa? Đặt T là sin x. Nghe kỹ tại sao có điều kiện này, nghe vào đây. Khi mà xét từ 0 cho đến 5 pi trên 2 là quá một vòng tròn lượng giác rồi. Đường tròn lượng giác là chỉ tính từ 0 đến 2 pi thôi chẳng hạn. Bây giờ quá cả một vòng tròn rồi chứng tỏ là chúng ta đang xét phủ kiến cả một vòng tròn. Như vậy, sin của chúng ta sẽ chạy qua cả giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của nó là trừ 1 đến 1. Hiểu không? Tại vì nếu mà nó xét trên một phần vòng tròn ấy, thì chúng ta có thể vẽ ra. Nhưng mà đây, nếu mà nó vừa đúng một vòng tròn hoặc là nó quá thêm cả một vòng tròn rồi kiểu quái gì nó cũng chạy qua cả trừ 1 đến 1. Như vậy chúng ta sẽ có điều kiện là trừ 1 đến 1. Phương trình này trở thành phương trình FT bằng 1. FT bằng 1. Cả lớp hiểu rồi nhé. Đó. Có cần thấy vẽ không? Bây giờ đếm nghiệm nhé. Nào FT bằng 1 thì chúng ta phải sử dụng bảng biến thiên đề cho. Chúng ta sẽ giải phương trình FT bằng 1. Người ta quy về giải phương trình người ta quy về nhé giải phương trình cơ sở đó là fx bằng 1 sau đó tí nữa chỗ nào là chữ x thì ta thế bằng chữ t là xong phương pháp cũng rất là đơn giản thế mà nhiều khi các em cứ học cao siêu quá thôi thầy thấy làm bình thường nó cũng ra nhanh lắm rồi thật học cao siêu quá nhiều cái ấy. đau đầu lắm <laughs> rồi nếu mà thay một vào đây đây cắt một cái đây cắt một một cái nó ra luôn thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4 trường hợp 1, 2, 3, 4 Đấy, cả lớp nhìn rõ chưa? Thầy gióng lên cho bà nghe Rồi, một cái là nhỏ hơn 1 Một cái chừ 1 đến 0 Một cái từ 0 đến 1 Và một cái lớn 1 Trong đầu chúng ta hiểu được điều này rồi Nào, ok chưa đã nào Đấy, cắt một cái vào được có gì khó đâu Đúng không? Đấy, nó cũng chỉ có đơn giản vậy thôi Thầy cũng có phải là công cành phức tạp gì đâu Đúng không? Ừ. Hiểu đơn giản làm đơn giản thôi bốn cái này ai thích lấy giá trị sắp xỉ bao nhiêu thì lấy còn nếu không thì lấy abcd tùy để ok hết thế thì ở đây chúng ta sẽ có bốn trường hợp từ phương trình này chúng ta sẽ giải bốn phương, phương, trình sin x bằng đây tôi cứ ví dụ đây là à, đây ví dụ như là âm 2 đi cũng sẽ có ai chết đâu thầy lấy một cái ví dụ phản chứng nhá đâu một cái ví dụ uh, minh họa cho các em về cái việc đã lấy thử số nhá nó đúng hết đấy được chưa ví dụ chỗ này đi âm 2 đi Âm 1 phần 2 đi 1 phần 2 đi 2 đi Rồi ai chết đâu Chỗ này tôi thầy bảo không chết thì em đừng có sợ Sin x bằng 2 Sin x bằng âm 1 phần 2 Sin x bằng 1 phần 2 Và cuối cùng Viết ra dạ chỉ có mấy dòng thôi Ôm cả cái bảng Nhiều khi ghép cả cái bảng vào đây Nhiều khi ghép chụp nhiều thứ Nhiều bảng nó cũng phức tạp lắm Nó dễ đâu ạ Được chưa? 2 đi Thì chúng ta thấy ngay hai phương trình này là vô nghiệm 2 và âm hai là vô nghiệm vì sin x của em trừ 1 đến 1 thôi cái t của em ấy cái t của em lúc nãy chúng ta đặt điều kiện trừ 1 đến 1 thôi ạ à. thì cái phương trình này thì chỉ còn có hai người này sống sót thôi bạn nguyễn quốc trung có nói thưa thầy em ghép trục thì ra đáp án c không biết đúng hay không thầy trả lời giúp em rồi bây giờ chúng ta giải nốt nhá thầy sẽ trả lời nốt giúp em đây hai phương trình này vô nghiệm may quá rồi ôi giời ơi mừng quá và bây giờ các em sẽ sử dụng phương pháp đường tròn lượng giác nếu các em thỉnh thoảng xem livestream của thầy dành cho các bạn lớp 11 các em sẽ thấy thầy dùng phương pháp này rất là nhanh thầy chỉ cần vẽ có đúng một vòng tròn thôi đó các em để đến bảng các em chịu khó nghe em sẽ thấy phương pháp này của thầy cũng khéo nhanh cả ghép trục ấy. trục xin là trục dọc còn cốt là trục ngang nếu mà các em còn nhớ hay đã quên Thì Muốn giải phương trình sin x bằng âm 1 phần 2 và sin 1 phần 2 Người ta chỉ cần vẽ chọn hai cái vị trí đó là 1 phần 2 Và âm 1 phần 2 Trên trục dọc Người ta vẽ cắt qua một cái Há 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 xong Như vậy Nó sẽ cắt đường tròn Tại 4 điểm Khi xét trên một vòng tròn Đấy Trời ơi hiểu chưa Đấy nhiều uh, Thực ra ấy nhiều bạn nó cũng không nhớ lại được kiến thức này đâu Chắc gì nó nhớ lớp 11 đúng không? Như vậy xét trên một vòng tròn nhá Nhưng mà một vòng tròn này mới chỉ là từ 0 đến 2 pi thôi ạ à. Là chúng ta đã có bốn gì rồi? bốn nghiệm xét một vòng tròn là từ 0 đến 2 pi Nhưng cái đề bài lại oái oăm vào kiểu À nó còn tòi ra thành phần tiếp theo nữa Đó là đến tận 5 pi trên 2 cơ ạ à. Như vậy 5 pi trên 2 Thực ra là đến 2 pi rồi Thì về sau nó cộng tiếp một cái đoạn nữa là pi chia 2 Cả lớp hiểu nó tòi ra thêm cái pi chi Thế thì thực ra là mình mình quay một vòng xong mình quay tiếp Chứ có cái gì khó đâu Mình quay tiếp một cái này nữa 1 phần 4 vòng nữa À như vậy tính tiếp Từ vị trí 2 pi Đến vị trí 5 pi trên 2 Túng chúng tôi tòi thêm một nghiệm nữa Gia đình chúng tôi tòi ra 5 người Ôi giời ơi chọn đáp án C Chính xác đáp án C Ui giời Thực ra thầy mà làm Tại vì thầy quen rồi thì với phương pháp bình thường các em làm theo của thầy thôi thì nó cũng đã đủ nhanh rồi Có mỗi vài dòng và hiểu được cái này Thầy có yêu cầu các em giải phương trình phức tạp đâu mà các em sợ Đúng không? Vẽ thế này học yếu nó hiểu Còn em nói các cái cao siêu kia quá thì các bạn giỏi thì không sao các bạn yếu lại không hiểu <laughs> Đấy, Nên có cái gốc này một tí, úi dồi ôi, nhìn thấy đơn giản Đơn giản, thầy không, đấy cái phương pháp nào hay ấy, thì thực sự là nó phải làm cho được nhiều người cùng hiểu nó cũng nhanh mà hiệu quả và phải nhiều người cùng hiểu còn nếu mà phương pháp đặc trưng của mỗi mình em hiểu thôi thì cũng khó lắm các bạn khác nó không hiểu được hiểu chưa đúng đúng vậy này là 5 chọn toàn c chính xác c c chính xác cái lớp bình tĩnh mà giải nó không khó lắm đâu không khó lắm đâu bình tĩnh đấy hiểu bản chất mới thấy là đơn giản được chưa c rồi ôi c các em vẽ, cố gắng vẽ được cái đường tròn giống thầy Nó dễ lắm Chứ thầy cũng không, yêu cầu là các em phải giải rõ ra từng nghiệm đâu Có ai bắt đâu Như bài toán này có ai bắt giải từng nghiệm đâu Đấy, qua đây nhá Như bạn nào học 11 nhá Đang học tốt cái này thì cứ thế mà phát huy thôi Về sau có lợi lắm Có lợi lắm Học có lợi lắm, không phải thừa, không thừa đâu Chả qua là bây giờ là do là các kiến thức cũ là bị quên hết Thế nên mới, mới cần phải nghĩ ra các cái phương pháp mới kiểu như là thế phải nghĩ ra thêm các phương pháp mới để tránh lại cái sự mất gốc ấy mà lạ quái gì nữa <laughs> à, giờ ok tôi coi như thầy đã giải thích xong câu này nhá đấy cả lớp nghe thật là kỹ cho thầy ừ, đơn giản nào cả lớp hiểu chưa ở đây vẽ đường tròn nhanh hơn đừng vẽ đồ thị ở đây vẽ đồ thị được gọi là hình hình họa cho vui thôi bây giờ mày mà nhớ được cái đồ thị này nữa thì thôi mày giỏi quá được chưa để đồ thị xin nhưng mà thôi không cần con vẽ đường tròn đó thầy là nhanh nhất ở đây thay cho cái việc vẽ đồ thị con nên vẽ đường tròn C đi về 10 điểm <laughs> Ê trời ơi 10 điểm đi về thôi em ơi Đi về thôi em ơi 10 điểm đi về thôi Rất đơn giản 21 Cái lớp hiểu nguyên lý chứ nhỉ Thế thầy mới bảo rồi Đấy Bạn nào kể cả yếu một tí mà cố gắng nghe điểm vẫn cao Được chưa? Cố gắng mà nghe cho hàm số fx đây là đồ thị f phẩy liên tục trên đoạn à đâu liên tục trên tập r bất phương trình thì chết rồi câu này giờ đi không phải là dễ đâu ạ à. <laughs> bất phương trình fx lớn hơn x cộng m nghiệm đúng với mọi x thuộc khoảng không hai khi và chỉ khi cho đáp án nào nào bây giờ các con bình các bạn bình tĩnh suy nghĩ câu này một tí nhé câu này ai từng làm chưa đây là bài toán gắn kết kiến thức hàm số với kiến thức về bất phương trình nghiệm đúng. Các lớp có nhớ kiến thức về bất phương trình không? Được chưa? Đó, đây là kiến thức về bất phương trình. Thầy ơi, thầy cho em cú lừa. Đâu lừa gì đâu. Tôi nói đúng rồi còn gì nữa. Được chưa? thầy hướng dẫn cẩn thận cho thế còn tôi muốn thế nào nữa lừa đâu mà lừa vớ vẩn cố mà nghe đi lừa lừa gì <laughs> nghe đi câu này theo như lý thuyết bất phương trình chúng ta có lý thuyết sau phương trình m nhỏ hơn phương trình nhỏ m nhỏ hơn hoặc bằng fx nào đó muốn nghiệm đúng trên một đoạn nghiệm đúng với mọi x thuộc D nào đó thì m phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị min của fx trên tập D và tương tự nếu m lớn hơn hoặc bằng fx nghiệm đúng với mọi x thuộc D thì m phải lớn hơn hoặc bằng giá trị max tức là giá trị lớn nhất của fx trên tập D. Đây là về mặt cơ sở vậy ở đây tôi chuyển hóa bất phương trình thì m của tôi nhỏ m cộng x là nhỏ hơn fx hay m nhỏ hơn fx chữ x dấu bằng tính sau fx chữ x tôi đặt hàm số này nếu bất cứ người ta cho fx cộng trừ thêm một cái gì đó thì chúng ta nên đặt hàm số này là gx cho dễ làm bài chúng ta nên đặt cái này cho dễ làm bài và theo dấu nhỏ Tôi sẽ phải đi tìm giá trị. Đây, một số bạn bảo này. Đây, em vừa thi xong không sao. Những cái này thi xong hay không không quan trọng, đã bảo rồi, về sau vẫn thi học kỳ, thi đại học vẫn còn động đến bình thường. Với lớp 12 thi xong hay không không có ý nghĩa gì. Xin nói luôn là như thế. Được chưa? m nhỏ hơn h nhỏ hơn min của gx. Bài này đang xét trên 02. Đấy là về mặt cơ sở Còn có dấu bằng hay không Thì chỗ này còn phải xét Cả lớp lưu ý Đó chỗ này có dấu bằng hay không Sắp tới còn phải xét đây Thì thầy lưu ý chỗ này là có thể là có dấu bằng xảy ra nhé Có thể đấy nhá Chứ không phải là Thầy nhắc lại nhé Chỗ này có một chỗ hơi lừa nhé Không phải là cứ đề bài là không có dấu bằng Là em chọn không có dấu bằng đâu <laughs> Chỗ này dấu bằng có thể xảy ra Tí nữa thầy sẽ xét cho em cái trường hợp là dấu bằng có xảy ra hay không Đây là một cái rất nguy hiểm Chơi một cái rất nguy hiểm, không dễ đâu bạn <laughs> Các em comment đáp án trước đi, xong thì chữa cho Rồi, như vậy Trong trường hợp này Chúng tôi sẽ đi tìm min Min của fx Bài này, muốn gx min Thì min của fx Và chúng ta cộng luôn với min của chữ x X của chúng ta Làm từ 0,2 Vậy trừ x của chúng ta là từ trừ 2 đến 0. Xin nhắc lại, min x thuộc 0,2 thì chữ x sẽ thuộc là ầm um, ầm um, ầm um, đó là từ trừ 2 đến 0. Như vậy, min nhất của chúng ta của x chỗ này hai cái này cùng min mà, tại bị tách rời nó ra thôi. Thế thì min chỗ này sẽ xảy ra là x của chúng ta là trừ 2. Trừ 2. Vậy, theo phản xạ đáp án chỉ có thể rơi vào hình như là a hoặc b tại vì có mỗi hai cái ông này là có sự xuất hiện của chữ hai <laughs> bây giờ tôi muốn hỏi một câu các em đó là dấu bằng xảy ra không đấy cái chỗ này mới là cái chỗ tẩm <laughs> cái chỗ này mới là cái chỗ tẩm kem ra b hay c Ủa, có cả c à thầy nghĩ là a hay b chứ nhảy sợ có cả c à ơ ừ, theo chẳng nhẽn đấy mình nhầm à đây theo lý thuyết đây Bây giờ chẳng nhẽ mình nhầm mà <laughs> Đừng khoanh bừa nhá Coi đừng khoanh bừa Ơ à, lúc nãy thầy lừa cái gì Lúc nãy Ơ à, lúc nãy thầy có lừa gì đâu nhỉ Câu trước bạn nào bảo thầy lừa cái gì đấy Câu trước thầy có lừa gì đâu Câu trước năm... Câu trước lừa gì à Câu trước năm nghiệm đúng rồi mà Tôi lừa gì các em Vâng vâng Câu trước có gì bị nhầm à? Câu trước <laughs> đứa nào bảo lừa gì đấy? Vớ vâng vẩn câu trước đúng còn gì đấy. Nào, bây giờ chúng ta giải nhé. Theo nguyên lý thầy vừa gợi ý như vậy. Bây giờ ta sẽ đi tìm gì biết rồi nhé. Bài toán này trả qua là đi tìm min thôi. Min của fx. Thế thì bây giờ mình lại người ta lại không cho mình luôn fx nó bây giờ. Mà người ta lại cho mình f phẩy. Thế mình bây giờ mình từ cái f phẩy này mình phải phát ra cái bảng biến thiên. Thì mình mới đọc được Min của nó trên khoảng 0,2 Thế xong rồi mình đi về Rồi ôi đơn giản quá đấy Nếu mà hiểu được đơn giản như thế thì nó xong Hiểu chưa Nào thì bây giờ Đây theo đúng uh, lập luận thầy vừa nói với em thì Em có thể ghi vào cho thầy nhé Ai thích ghi thì ghi mà không hiểu rồi thì thôi M sẽ nhỏ hơn Fx trừ x Thì sẽ phải muốn nghiệm đúng đây muốn cái bất phương trình m nhỏ hơn fx trừ x này được nghiệm đúng trên này thì chúng ta đặt đây là gx cho thầy theo đúng cái phương pháp thầy nói. Vậy chúng ta sẽ xét hàm số g này trên khoảng 0,2 và bây giờ từ từ xem nào. Đây, thì chúng ta sẽ bây giờ mình sẽ đi tìm min thôi. Nếu các em có lấy đạo hàm g phẩy thì nó sẽ là f phẩy trừ 1. Bây giờ quay trở lại với cái đồ thị lúc nãy. quay trở lại với cái đồ thị lúc nãy. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thấy như sau. Công việc của mình là chúng ta sẽ cố gắng kẻ ra được cái bảng biến thiên là tốt nhất. Nếu lúc nãy bạn nào mà để ý thì chúng ta có thể là sẽ kẻ ra được cái bảng biến thiên. Đây. Khi xét trên khoảng à, 0,2 đây 0 Ôi trời, bài này có một cái đặc điểm nó cũng hơi vui. Khi xét trên khoảng 02 nói thế nào cho các em dễ hiểu nhỉ? Đây. Khi xét trên khoảng 02 thôi thì cứ để thầy kẻ bảng ra cho nó nhanh Không sợ các em không hiểu đâu. để thầy kẻ bảng ra, còn nếu mà giải thích luôn bằng miệng cũng được nhưng mà hơi sợ lại khó. Đây. X nhá. F' F trừ vô cùng cộng vô cùng F phẩy này nó lại nó cắt trục hoành Tại những ba nghiệm cơ F phẩy cắt trục hoành F phẩy cắt trục hoành tại những ba nghiệm liền Chỗ này chả biết bao nhiêu cái này Chỗ này nó cho áng chừng thôi Không đoán được là bao nhiêu luôn Do chỗ này là một thôi Mình đành phải chơi trò đoán 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 tương đối thôi Giả vờ chỗ này là âm 1 đi Không chết được đâu âm 1 nhá. Thầy ví dụ thôi, đây là thầy ví dụ. Âm 1. Chỗ này là 0,5 1/2. Và chỗ này là 2. Dương vô cùng, nếu mà bạn nào chưa hiểu thì cứ ví dụ. đây là đây là một cách tương đối thầy cho chúng ta hiểu với nhau. Còn các em ghi ABC cũng được, chả sao đâu. Đây là thầy ví dụ thôi. Hiểu không? Đó, tại vì F phải cắt trục hoành tại ba nghiệm phân biệt đơn mà, nhìn rất rõ này. Nghiệm bội lẻ mà, nó đan dấu. Như vậy, từ nghiệm này đến nghiệm này ta thấy đồ thị chỗ này là dương này. Đây, ta thấy F phải nằm trên trục hoành là dương, cái này âm này, cái này dương này, đây cái này âm này. À, âm này, đấy, đánh dấu vào, đây âm, đây là cách vẽ từ F phải sang F này. Nếu mà nào thích phát ra thì phát ra như thế này. Đó Được chưa Hiểu không Chỗ này hiểu không Từ từ Đó mà chúng ta lại chỉ tính Mà bây giờ mình lại chỉ tính Trong khoảng 0,2 chứ mình không xét toàn bộ đồ thị Thì không nó sẽ chèn vào đây Ôi trời mấy cái chỗ chết tiệt để xóa bố đi Đấy Ôi trời may quá Xong rồi thì mình sẽ thấy một điều đó là hàm số của mình là nghịch biến 02 sai á à? sao lại sai được nhỉ là cái chuyện sai vớ vẩn <laughs> à không không nằm ở đây chứ nhỉ ừ quên đúng rồi không nằm ở đây quên sorry I'm so sorry sorry rồi ôi gạch nhầm rồi sorry không sao đúng có thầy nhầm chỗ này thật cảm ơn em đã nhắc thầy không sao thì cũng thế thôi <laughs> cũng không ảnh hưởng gì lắm <laughs> cũng không ảnh hưởng gì lắm quên quên thầy sorry thầy quên trong lúc bối giới sô sất xin phép được lượng thứ ạ rồi thì chúng ta sẽ thấy tầm khoảng chỗ này là mắc đây mắc may là bài này nó không hỏi mắc thì nếu mắc thì 1 phần hai ở đâu đây là ví dụ thôi đây là mình tự cho đấy cái đề này đều ở chỗ là cái chỗ này nó lại không nói là bằng bao nhiêu nó mà nói bao nhiêu thầy viết luôn rồi tùy đề đấy nhưng mà mình chỉ cần quan tâm là min thôi đây min đây rồi ôi xong min sẽ xảy ra tại hai min nằm ở đây do trên này hàm số của em đây chỗ này nó nó xuống một tí chỗ này là nó min nó nằm ở đây xảy ra tại hai nên các em sẽ phải khoanh đáp án là f 2 xong đấy là cách nhìn ra là f gì biết f gì thì phải kẻ nó ra để mình nhìn nó mới dễ được thế thôi f 2 nhưng cho tôi hỏi được chưa đứa nào lúc này nó f không thì sai rồi đấy nhá f 2 nhá f 2 min nó xảy ra tại đấy min đấy f 2 đấy nhưng dấu bằng nó có xảy ra không rất nhiều bạn chọn b Kem chọn B là kem đang bị nhìn về mặt hình thức Câu hỏi nâng cao nhiều khi mà nó lừa các em từ cái chỗ dấu bằng Nhiều bạn sẽ nghĩ là chọn B nhưng thực ra ấy, Chọn B lại không phải và đáp án là A Cái min này thực ra về mặt bản chất Muốn tồn tại min thì thực ra là phải xét trên đoạn đoạn 02 thì mới thực sự là tồn tại min. Tại vì phải là xét trên đoạn. Đề bài khá đều ở chỗ là nó lại cho khoảng 0,2 Chính vì vậy cái min này của em thực ra bản chất chỉ đóng vai trò là giới hạn Nó không thể đạt được đến cái giá trị này đâu Nó không thể đạt được giá trị này đâu Tức là nó chỉ gần tới thôi Chính vì thế Chính vì thế Muốn có nghiệm Thì M của em Phải nhỏ hơn Cái F2 trừ 2 thì khi cái dấu bằng xảy ra m của em nhé nó chạm vào cái giá trị xảy ra dấu bằng tức là m nó chạm vào đây ý thầy muốn nói là m chạm qua cái đường thẳng này chạm qua vị trí này thì cũng vẫn đảm bảo là nhỏ hơn cái f2 này cái này thầy gọi là f2 cả lớp có hiểu không thầy gọi cái này là f2 đúng cái chỗ này min là f2 thật thì đây là đường thẳng y bằng m của thầy thì theo lý thuyết mình chỉ cần là m nằm dưới cái đó nhưng do cái đó nó lại không đạt được bằng chính xác bằng giá trị này nên mình có thể chạm vào nó vẫn đúng. Đấy, đây là một chỗ lý thuyết hơi sợ của cái chỗ này. Các lớp có hiểu không? Chỗ này lý thuyết hơi 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 khó một tí. Đó. Nhớ nhá, đây đường thẳng m này của em. Do cái chỗ F2 đó nó không phải là min hẳn mà nó chỉ là giới hạn tức là cái con số đó là chưa đạt được tới nên m mà, mà nếu có cái nếu mà trùng vào giá trị đó thì đó vẫn là một giá trị thỏa mãn hiểu chưa Chỗ này nghe thật kỹ đi không ơi chỗ này nhiều khi lúc mà mới đầu thầy làm câu này cô thầy cũng giống như các em ấy nhiều khi mà nhìn hình thức ấy là rất dễ chết tưởng như mình làm đúng rồi đúng không tưởng xảy ra tại ai đúng rồi nhưng mà không đơn giản thế đâu ạ à. chưa câu này nghe thật kỹ đi thì chưa câu này nghe thật kỹ trong trường này có dấu bằng. Lưu ý có dấu bằng. Có dấu bằng xảy ra sẽ khẳng định là như thế. Là m có thể chạm vào cái giá trị này. Thầy kết thúc bài này nhá, xong nhá. Bài này là Bài này là thầy phải uh, uh, giải thích nó 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 cẩn thận một tí cả lớp phải để ý vào. Được chưa? Cẩn thận một tí. Nó không phải là quá khó đâu. Nhưng mà các em nên cẩn thận một chút Được chưa nhỉ? Đó, như vậy là xong câu hỏi số 21 Rồi, đấy là thầy giải thích cho các em bạn nào mà chưa hiểu thôi Còn tất nhiên bạn nào mà chúng ta làm quen rồi thì ok Rồi, câu ấy không có gì thắc mắc lắm Đây là lời giải Được chưa nhỉ? Đó, chúng ta quan sát cho thầy trên cái khoảng này, người ta cũng cũng có thể chứng minh được đó là g phẩy của chúng ta trên cái đoạn trên cái khoảng này là âm đi xuống. Lên cái đoạn này chúng ta có thể lấy dấu bằng. Do tại hai chỗ này là không thể xảy ra chỗ này nó nó chỉ là giới hạn thôi, em có thể chạm vào đây vẫn thỏa mãn điều kiện. Đáp án A. Lúc nãy là tại vì cái bảng này của thầy là thầy xét rời ra, thầy xét Fx còn nếu mà bạn nào xét luôn cùng một lúc em có thể lấy đạo hàm g phẩy thì cũng đều ok cả. Các em có thể xét luôn cả một cái bảng g x cũng được nhưng mà do cái x là thành phần trong trường hợp này nó biệt lập rời ra rồi thầy không xét đến. Thầy chỉ xét đó là cái chỗ mà fx thôi. Còn các em có thể vẽ luôn cái bảng giống như thầy ở trong đời giải chi tiết thầy còn nói có nhiều hướng tiếp cận bài toán mà. Quan trọng là vẫn nằm ở chỗ đó là dấu bằng nó có xảy ra không thôi. Đó, thế là xong. Phù. Được chưa nhỉ? Đó. Chỗ này hiểu chưa? Nếu trong trường hợp nhé, bài toán này người ta đổi cái khoảng 0,2 này thành đoạn. Một khi mà cái khoảng 0,2 này mà nó xảy ra thành đoạn nhé, thì cái chỗ 2 này mắc min là có tồn tại. Như vậy, lúc đó, lúc đó nó lại không thỏa mãn bài toán. Vì theo như yêu cầu bài toán thì m phải nhỏ hơn. Nhỏ hơn mà lúc đó chỗ này nó lại xảy ra dấu bằng, nó lại xảy ra tại đây. Thì em không thể chạm vào đây lúc ý, lúc ý được. Lúc đó em lại phải xuống dưới hẳn. Được chưa? Thế nên là có thể nói là nếu đề bài mà người ta cho mình mà cái chỗ đó nó chưa đạt tới thì mình phải quan sát cái chỗ dấu của mình để ý chỗ đó thì mình có thể chạm vào được. Người ta đạt tới rồi thì thôi mình đừng chạm nữa. Rồi ôi, ôi chỗ này à, phải nghe thật kỹ thì mới có thể hiểu được. Đừng có tưởng dễ ạ. chưa? Rồi, 22. Được chưa? Uhm, số điểm cực trị của hàm số này là bao nhiêu? Ở đây người ta cho em sự biến thiên như lại của F phẩy Sự biến thiên của F phẩy chứ không phải là sự biến thiên của hàm F nhá Chưa này hơi khó đấy nha Đây cũng là một cái yêu cầu có vẻ tương đối là hay Từ cái biến thiên F phẩy này em xác định ra vị trí của trục hoành Vị trí của trục hoành của em sẽ nằm ở vị trí này Từ đó em phỏng ra được cái bảng 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 dấu của anh chàng F phẩy Em phỏng ra được cái bảng dấu của anh chàng F phẩy đây. Thì ở đây các em có thể đánh theo các nghiệm ABCD hoặc là đánh tương đối giống như thầy đã nói. Đây. Đây là A. Đây là B. Đây là C. Đây là D. Chúng ta cũng tương tự sẽ có một nghiệm nhỏ hơn trừ 1 này. Một nghiệm là trừ 1 đến 0. Một nghiệm từ 0 đến 1 và một nghiệm một dương vô cùng. Bài này điểm cực trị của hàm hợp các em làm được. Đếm số điểm cực trị thực ra là đếm số nghiệm bội lẻ của cái phương trình y phẩy bằng 0 mà thôi. Thế giờ các em xét cho thầy bốn trường hợp giống như thầy đã nói thế là xong nhé. Đạo hàm của hàm hợp các em thu được như sau. Y phẩy sẽ bằng F phẩy theo biến U nhân với U phẩy tức là đạo hàm ruột bên trong ấy, các em được 2X cộng 2. Như vậy ở đây cái này chắc chắn có một kinh nghiệm âm 1 rồi. Bây giờ chúng ta đi giải phương trình F phẩy theo biến U bằng 0. Để giải phương trình hàm hợp thì chúng ta sẽ giải hàm cơ sở ở trước. Đó là chúng ta có bốn nghiệm ABCD Ở đây thầy viết chữ nhưng em có thể em thích em viết số vào được Không sao cả Đấy, các nghiệm ABCD xen kẽ Trong trừ 1, 0, 1 Bây giờ chúng ta giải phương trình Y phải bằng 0 Thì chắc chắn có một nghiệm âm 1 Và chúng ta giải bốn phương trình này Rõ ràng về mặt nguyên tắc Câu này giống câu hàm hợp lúc nãy của thầy Giống câu tương giao lúc nãy đếm nghiệm Chỗ này lại có hai cách một là tự cho A lấy máy tính bấm Nếu ai thích theo kiểu mà bấm nhanh còn nếu không thì có thể khảo sát nhanh người bên trái Vẽ một tí, cắt 4 lần là ra Thôi câu này thầy giải thích thế là xong, nói thế phát hiểu luôn Đó, cắt 4 lần cái là ra Với các số nằm ở trong khoảng kia Được chưa? Đó, như vậy cả lớp cắt giúp thầy nhé Câu này ra bao nhiêu nghiệm các em? Các em đếm giúp thầy đi Câu này các em tự đếm nhé Có đếm được không? Câu này khi tự làm nhé Tại vì xét cái xét cái biểu thức xét cái biểu thức hx bằng xét cái biểu thức hx bằng x bình cộng 2x chẳng hạn thì h phẩy của chúng ta bằng 2x cộng 2 chúng ta sẽ kẻ được ra cho mình đó là một cái parabol trong trường này x h phẩy h âm vô cùng, dương vô cùng bài này là âm 1 không dương âm parabol này hướng lên. Thay âm 1 vào đây thì h tại âm 1 của các em h tại âm 1 của các em sẽ bằng Thay vào đây chúng ta sẽ có là 1. Âm 1 thay vào đây nhá, như vậy là 1 trừ đi 2. Đúng không? Đó, 1 này trừ đi 2 là âm 1. Cả lớp thay giúp thầy xem đúng không? Có chỗ này dương cực đúng rồi. Rồi, với các cái vị trí như ở trên bảng, chúng ta sử dụng phương pháp vẽ cắt một cái là ra. A là một số nhỏ hơn trừ 1 Thế thì A nằm dưới rồi Cái này không có nghiệm Nếu mà là B B nằm giữa trừ 1 đến 0 Cái này có hai nghiệm B nằm giữa trừ 1 đến 0 kiểu quá gì hai nghiệm C C từ 0 đến 1 hai nghiệm nữa Cũng rất nhanh thôi Rồi làm tí ra Và Và D đây cũng là một số lớn một ở oh, đây hai nghiệm nữa à cả lớp có ra như vậy là bao nhiêu đấy 6 cộng đây một nữa đúng không như vậy cả lớp có ra 7 không nhỉ thầy thầy xem đáp án cả lớp có ra 7 không cả lớp ra mấy 7 chính xác 7 chứ còn gì nữa 7 7 7 7 đáp số đâu nhỉ 7 đây chẳng nhẽ là còn có chuyện khác ư 7 chính xác rồi giỏi lắm đứa nào lại còn nhầm nữa 7 không phải là đếm cái bảng này đâu nó có bảo em đếm cái bảng này đâu nhiều đứa bảo thưa thầy ba ai bảo đếm cái bảng này vớ vẩn <laughs> đến cái bảng này là vớ vẩn rồi nó chết rồi là không hiểu vấn đề rồi dễ thế à mà mà, mà, mà ba cậu vận dụng người ta vận dụng vận dụng nâng cao trở lên và đòi ba <laughs> được chưa ừ, tốt đấy như vậy nguyên tắc làm bài thực ra các câu hỏi có thể khác một tí nhưng nguyên tắc làm rất giống nhau đó chúng ta làm thêm vài câu hình cho vui nhỉ 23 Những câu này thầy sẽ nói nhanh nhé Hình thì chắc là đi qua nhanh một cái là ok Có vài, một vài câu hình như vậy hết đại rồi nhé Cái gì cần nói thì thầy đã uh, Hướng dẫn kỹ càng cẩn thận cho các em rồi Kể cả các em có làm nhiều bài trước đó rồi Các em vẫn nên nghe Vì chưa chắc các em đã làm đúng đâu Thầy chắc chắn là các em còn nhầm nhiều lắm Thật Đó Nào Những câu này thì nhanh rồi Cho kết quả luôn 23 thể tích của khối chóp có diện tích đáy B bằng 3, chiều cao H bằng 2. Rất là vui, đúng không? Câu cho điểm rồi. V chóp bằng 1 phần 3, B nhân H, các em thay số. Rất vui, kết quả bằng 2. Được chưa? Nhanh nhé. Đó, đáp án cần chọn là đáp án C, 2. Ok. Ừ. 24. Hình hộp chữ nhật có 3 kích thước 246, hỏi V bao nhiêu à? Thực ra trong đề thi cũng vẫn sẽ có những câu này đấy, tặng điểm đấy. À, chúng ta lấy dài nhân rộng nhân cao cho nên tích ba kích thước lại là ra, các em nhẩm rất nhanh. ABC 48 đúng không? Ừ, câu này thầy nghĩ là chắc nhiều bạn. Ok rồi, đáp án C. Chính xác, giỏi lắm. Những câu này thì không quá khó. Nhưng mà rất hay gặp trong đề nhé. Cho một khối chóp SABC đáy là tam giác vuông tại B. AB bằng 3, AB bằng 3, BC bằng A căn 3 3 này à, Căn 3 này Rồi, A căn 3 SA vuông góc với mặt phẳng đáy SA bằng 2A Tham khảo hình vẽ hỏi góc giữa SC và mặt đáy Câu này rất quen Một cái câu về góc giữa đường thẳng mặt phẳng Câu này chính là ôn cho các em trong 11 Đúng không? 11 SC với mặt đáy thì chính là SCA Chúng ta nhìn hình chiếu Hình chiếu của SC rơi xuống mặt đáy là AC Đúng không? Các em nhẩm nhanh ra cái AC này xem giúp thầy bằng mấy nhá. Đó, xong chúng ta tính tang một cái là ra thôi. Tính tang một cái là ra. Thứ nhất là chúng ta khẳng định góc là SCA. Dùng Pythagore cho thầy. Em sẽ tính đầu tiên em tính được AC cho thầy. Thì chúng ta khai căn. 3 bình là 9 cộng với căn 3 bình lên là 3, như vậy là căn 12. 2 căn 3. Từ khi biết cái ông này là 2 căn 3 rồi thì em xét tam giác vuông SAC các em xét tang một cái là ra nhé góc này này. Tang của góc này đối trên kề. Đối SA kề AC. SA người ta cho bằng 2A, còn AC kiểu gì các em cũng nhẩm ra 2 căn 3. Bấm shift tang 1 trên căn 3, chúng ta sẽ có 30 độ. C chính xác, giỏi lắm. Câu này thì rất là quen. Hỏi lại kiến thức lớp 11. Thi đại học là sẽ có đấy, có cả kiến thức 11 mà. Ừ. Tốt đấy Hiểu được câu này một tí là được Câu này cũng không quá khó đâu Làm được, làm được, ok luôn Làm được luôn Tính tang một cái ra luôn, ok luôn 26 Thể tích của khối lăng trụ Đáy B Diện tích đáy B chiều cao H À quen rồi Lăng trụ thì B nhân H rồi Đáy nhân chiều cao Đúng không? Lăng trụ thì ok rồi B nhân H Như vậy là đáp án B Ok, đáp án B. Câu này thì là nhiều câu hỏi lại lý thuyết thôi. Đấy, lý thuyết thôi. Cả lớp ok không nhỉ? Đó, xong nhá. Câu này 26 đi qua luôn. 27. Lăng trụ đứng ABC A B C đáy là tam giác đều. À may quá. Rất hay đều nhá, người ta cho đều là vui rồi. Cạnh A, chiều cao A bằng 2A. Thể tích bằng bao nhiêu? Ừ, rất quen. Lăng trụ đều thì đơn giản. Chúng ta nhớ nhanh một tí về diện tích tam giác đều nhé cạnh bình phương căn 3 trên 4 Nhớ được cái này là bài nó nhanh lắm Trong quá trình học các em nên nhớ một tí nhé Thầy nghĩ là chắc chỉ có cách này mới làm nhanh được mấy cái câu hình không gian này thôi A bình căn 3 trên 4 Rồi chúng ta lấy cái này nhân thẳng với chiều cao 2A là ra Các em sẽ được A lập phương căn 3 trên 2 Cái lớp có ra đáp án giống thay không? Đáp án D Căn 3 trên 2A lập Cái lớp hiểu được không? Cái câu này nhớ một tí về tam giác đều trong quá trình làm để đỡ phải chứng minh lại nhiều Đấy là 27 Hết chơi nhà Chúng ta chỉ có 3 câu nữa 28 Hình chóp SABC có SA vuông góc mặt phẳng đáy ABC Tam giác đáy vuông tại B AB bằng A Ông này là A căn 3 Góc giữa SC và mặt đáy bằng 45 độ Tính thể tích khi bài toán cho thông tin về góc giữa đường thẳng mặt phẳng thì đây cũng là một câu kem phải làm được nhanh. SC với mặt đáy là SCA rồi, 45 độ. Không cần tính tang nữa cũng biết là tam giác này là tam giác vuông cân. Đấy, tư duy trách nghiệm chịu khó nhanh một tí nhé. Đó, tại vì người ta hay cho thông tin thuận lợi lắm. 45 độ để chứng tỏ đó là SA bằng AC rồi. Nhẩm một tí, 1 cộng 3 là 4, khai căn là 2 rồi. Thế thì ok rồi, 2. Bình tĩnh mà làm thôi, để cho cái gì mình làm cái đó thôi. Nói chung là đại và hình thì kiểu gì cũng chỉ khoảng cùng lắm thì một hai câu khó là cùng. Nếu mình mà làm kịp thì làm, còn nếu không thì không sao cũng chả sao, cũng có ai làm được cái 10 điểm hẳn đâu vì sợ. Được chưa? Thế nên những cái câu nào mà ở mức độ và vận dụng bình thường người ta phải lên làm cho chắc. Vậy chúng ta chốt được góc này là 45 rồi. Đường cao ta đã khẳng định được luôn là bằng 2A rồi. Chuẩn. Vậy V của chúng ta rất nhanh bằng 1 phần 3 đáy nhân với chiều cao và phần 3 tích hai cạnh góc vuông chỗ này nhé. Chú ý là chúng ta lấy A nhân A căn 3 rồi nhân 1 phần 2. Đó. Rút gọn cho thầy một tí là ok ổn luôn. Căn 3 trên 3 A lập phương. Đáp án cần chọn của chúng ta là D. D. Chả biết là trong đề của các em thì có nhiều hình không nhỉ? Sương <laughs> sương thì thầy nghĩ là cũng chắc dăm bẻ câu này thôi chứ mấy nhỉ? Còn ngoài ra toàn các câu về lý thuyết thôi những câu về lý thuyết thí dụ như người ta hỏi khối gì bao nhiêu mạnh bao nhiêu mặt bao nhiêu cạnh thì cái đó thì chắc là những câu ý thì không quá khó đấy nó phải có một nửa là lý thuyết thôi chứ nhỉ đúng không còn còn bài tập thì cùng lắm thì có một câu khó là cùng không? không câu nào mà bây giờ toàn thi online nữa <laughs> thi online thì sợ gì nhiều đứa nó sắp tới nó khôn lắm nhiều đứa nó bảo là không muốn đi học luôn tại vì em biết tại sao không vì vì nó 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 nhiều đứa nó khôn lắm nó sẽ không đi học luôn nó sẽ chơi kiểu đó là phải đợi đến khi nào mà thi xong nhá. Thi xong rồi nó mới bắt đầu nó mới đi, ở nhà có bao nhiêu các thứ trợ giúp tài liệu sách vở, tổ tư vấn là nó đem ra hết. Thế thực ra là cũng chỉ có một cùng lắm một hai câu nó nhòm luôn hỏi bạn bên cạnh là xong có gì đâu. Câu này hỏi khoảng cách này, liệu có làm được không? hỏi khoảng cách có làm được không? Thế mà một câu có liên quan đến lớp 11. Cho hình chóp SABCD có đáy vuông cạnh A mặt bên SAB. Mặt bên SAB là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc đáy. Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng SCBD. Đây là câu của lớp 11. Thực ra lớp 12 có thể dùng phương pháp mới cũng được. Câu này cũng chắc chắn sẽ có trong đề thi đại học đấy thầy biên soạn cái này vừa phù hợp với cả thi giữa kỳ của các em nhưng cũng chính là thi đại học các tất cả các câu trong đề này của thầy là chắc chắn có trong đề thi các em nhớ nhé là cái dạng của nó tương tự là sẽ có trong đề một câu góc một câu khoảng cách một vài câu thể tích chóp lăng trụ từ dạng lý thuyết đến thực hành có theo cấu trúc là nó sẽ có như thế về sao bạn nào làm đề sẽ có kinh nghiệm em sẽ thấy điều này không bao giờ thiếu những câu này thế thì ở đây theo phương pháp tính lớp 11 khi tính khoảng cách từ điểm C đến SBD là mặt ở giữa ấy, thì điểm C là điểm không được đặc biệt lắm, nó không phải chân vuông góc. Đây là một điểm hơi khó làm. Các em sẽ sử dụng phương pháp quy đổi điểm để đổi từ điểm C sang điểm chân vuông góc ở đây. Chú ý ở đây chân vuông góc không phải điểm A, đề không hề bảo là SA vuông góc đáy nhá. Đề bảo là SAB đều vuông góc đáy. Như vậy chân đường cao sẽ rơi vào trung điểm của AB. Tức là chân đường cao của hình chóp này nó sẽ rơi vào chân uh, đường cao của cái tam giác sab này luôn. tí nữa các em quy đổi từ điểm c sang điểm điểm h. Thực ra thì uh, khoảng cách từ c đến và a đến là như nhau vì chúng theo kiểu đối xứng. Đường thẳng ac đường thẳng ac cắt mặt phẳng sbd thì nó sẽ cắt cái đường thẳng bd theo giao điểm o theo tỷ lệ oa bằng oc. Bởi vậy khoảng cách từ a đến và c đến là như nhau. Sau khi quy đổi được từ A xong thì chúng ta lại quy đổi từ H đến. Các lớp hiểu không nhỉ? Cái lớp quy đổi từ H đến. Đó, hiểu không? Thế mà theo quy đổi từ H đến thì chúng ta sẽ nối AHB thẳng hàng. Do AB bằng 2 lần AH. Đúng không? Tại vì cái đường thẳng AB này ta kéo dài ra để nó cắt vào mặt phẳng SBD của mình nguyên tắc của người ta là chỉ có kéo dài cái đường nối hai điểm đi ra rồi nó cắt vào mặt phẳng mà nó theo tỷ lệ nào thì mình ôm tỷ lệ khoảng cách đó câu này chắc phải nắm được chứ đúng không lớp 11 học chắc ủa ở đây nhiều người mất gốc hình không gian lắm chắc gì đã hiểu câu này <laughs> rồi thế thì tỷ lệ ab của em bằng hai lần ah thế thì khoảng cách từ h h đến đúng không nhỉ sẽ chỉ còn là bằng một nửa khoảng cách từ a đến mà thôi đấy đây là tư duy đổi điểm cả lớp hiểu được chứ chắc này hiểu đúng không nói thế là hiểu rồi Đấy là tư duy đổi điểm Chỉ cần nối Nó đổi mấy lần ý Đó nó đổi vui lắm Nó đổi mấy lần liền Còn có câu 29-30 thôi Đó câu này thầy nói cho nghe nốt Để nếu mà ôn 11 thì nhớ luôn Như vậy theo đúng phương pháp Đây thầy vừa nói xong bây giờ thầy đi nhanh một tí nhá Thứ nhất ta gọi H là trung điểm của AB Do tam giác này là tam giác đều Lên chúng ta kẻ SH xuống thì đồng thời vừa là trung tuyến vừa là đường cao luôn Chúng ta khẳng định đây. Kẻ SH thì nó sẽ phải vuông góc AB. Do cái mặt phẳng SAB này giao với mặt đáy theo giao tuyến AB. Trong mặt phẳng này tôi kẻ một đường vuông góc giao tuyến thì chắc chắn nó sẽ tự động vuông góc nốt với mặt kia theo tính chất vuông góc của lớp 11. Chính vì vậy tôi khẳng định được luôn SH là đường cao của khối chóp. Chỗ này thực ra các em không cần ghi cũng được, các em kẻ luôn và ngầm hiểu trong đầu. Nhớ chưa? Đó. Rồi, gọi O, OA đi là giao hai đường chéo của hình vuông thì theo nguyên tắc thầy vừa lập luận lối lối AC này cắt mặt phẳng này tại O thì theo tỷ lệ do OA bằng OC nên sự quy đổi khoảng cách chúng ta có từ từ C tới và A tới là như nhau cái mặt phẳng này là như nhau cái này là nắm được rồi bây giờ chúng ta lại quy đổi tiếp nối cái chỗ AB hoặc là AH cũng được nó kéo dài ra cắt SBD tại điểm B tại giao điểm B thì so sánh ta thấy AB bằng 2 lần HB lên khoảng cách từ A tới sẽ bằng 2 lần từ H tới. Vậy chốt cuối cùng khoảng cách cần tính của mình bằng 2 lần khoảng cách từ H tới. Hiểu như thế là ok luôn. Giỏi lắm. Rồi, theo phương pháp kẻ khoảng cách từ H tới, ai cũng biết điều này rồi. Do H là chân vuông góc nên phải sử dụng cái phương pháp đó là kẻ 3 nét. Bước 1, tôi hạ HM Tôi kẻ HM, tức là từ dưới đáy trước nhá, tôi nhìn vào mặt đáy trước này. Bước 1, tôi hạ HM vuông góc với BD. Bước 2, tôi nối S với M. Và bước 3, tôi kẻ HK vuông góc SM. Nguyên tắc vẽ ba nét chắc là các em nhớ chứ, đúng không? Ai mà về sau có ý muốn vào học mà ăn được điểm chọn hình không gian đấy thì chắc là các cái ba nét này là không bao giờ quên đúng không? Ừ. 3 nét thần thánh đấy. Đúng không? Đó, tôi kẻ HK vuông góc với SM. Đấy. Tí nữa các em tính cho thầy cái HM, cái SH thì em dùng hệ thức lượng một cái theo công thức nghịch đảo một, một trên bình phương đấy thì em sẽ tính được cái HK này. Cái HM này theo tính chất đường trung bình thì tí nữa nó bằng 1/2 của OA. Ôi giời ơi mày quá. Còn SHA, ôi giời ơi SH là cái gì? SH là đường cao của tam giác đều. Ôi giời ơi nhớ nhanh như chớp. Được Quá giỏi, nhớ nhanh như chớp luôn. Đấy, bạn nào mà nhớ được luôn như thế thì rất nhanh luôn hiểu không? Rất đơn giản, được chưa? Thì sử dụng công thức 1 trên HK bình bằng 1 trên uh, SH bình cộng 1 trên HM bình. Công thức này học rồi và suy ra nhanh như mà. Đấy, lập luận từng đường một giống như thầy đã nói. Đấy, thế là xong thôi. Ok. <laughs> rồi kẻ xong rồi nhá, cái bước kẻ vừa nói lúc nãy rồi. Không cần chứng minh đâu, đây thì chứng minh lại cho nhớ thôi. Kẻ đúng ba nét như thế là người ta khẳng định được đấy là khoảng cách, còn tại sao chứng minh không cần. Chỉ có ngày xưa lớp 11 thì mới cần phải chứng minh lại thôi. Bạn nào cẩn thận thì ghi lại. Bây giờ không cần. Tại vì uh, nếu mà muốn chính xác thì phải chứng minh được là HK vuông góc với mặt phẳng SBD nhưng thôi không cần. Các em chỉ cần nhớ ba nét như thế là nó chuẩn luôn rồi. Còn có thể tự đọc lại cho thầy tự xem. Không cần uh, hiểu lại điều này. Chỉ cần suy ra được điều cuối cùng là điều này là giỏi rồi. Còn chứng minh xem lại lớp 11, thế là đủ ok. ABCD của em là hình vuông lên AO vuông góc BD rồi mà HM vuông góc BD theo tính chất nó sẽ tự động song song và nó sẽ là đường trung bình. Chú ý không cần đọc, tại vì chú ý tự về chứng minh lại là tại sao vuông góc thì ai cũng biết rồi. HM là đường trung bình của cái ABO đó. HM của em bằng một nửa của cái AO thầy vừa nói với em. AO là đường chéo hình vuông Lên sẽ là À lửa đường chéo quên Như vậy là A căn 2 trên 2 Nhân thêm 1 phần 2 và nữa là A căn 2 trên 4 Chỗ này chắc là kem ra rồi đấy ừ. Xét tam giác SMH Đúng không nhỉ Chúng ta tính toán được ra HM vừa tính được là A căn 2 trên 4 Còn SM là đường cao tam giác đều A căn 3 trên 2 Cái này nhẩm luôn Đường cao của tam giác đều ai cũng biết luôn À A căn 3 trên 2 cạnh nhân căn 3 trên 2 ấy mà Chả cần chứng minh lại cái này phải nhớ Đúng không? Áp dụng công thức này một cái Ai chà chà Thế nào kem giúp thầy tính toán ra nhé Chỗ này thì bỏ con số vào đây cái này Thì ra sẽ ra là A căn 2 trên 14 Và từ khi ra A căn 2 trên 14 Kem nhớ phải nhân 2 lên nhé Nhân 2 lên để cho nó ra được Đó là cái khoảng cách từ C tới Kem okay, bỏ quên một cái là kem trượt luôn đấy Là ăn, ăn đất chỗ này là toang luôn Nếu không để ý Được chưa? D nhá Thì là xong cái lớp hiểu chưa nhỉ? D Ngoài ra Thầy có thể dạy các em thêm một phương pháp khác nữa Đó là các em có thể sử dụng Phương pháp của lớp 12 Đấy là vừa rồi là dành cho các bạn lớp 11 thôi Lớp 12 chúng ta có thể sử dụng Thông qua thể tích cũng là một cách rất hay Có nhiều câu nhá, Mà khoảng cách mà nó khó ấy Thì em có thể đi theo con đường này cũng khá là vui Cách này sẽ vui này Đó là các em sẽ tính cho thầy Cái thể tích V bằng 1 phần 3 S nhân H H này đồng thời cũng chính là khoảng cách từ đỉnh tới mặt đáy Từ đó người ta rút ra H bằng 3V chia S Đây là công thức tính theo Về mặt nguyên tắc thì khoảng cách Về mặt nguyên tắc thì khoảng cách Khoảng cách D này cũng chính là H Nếu tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt Đấy là nguyên tắc Hiểu không? Như vậy chúng ta đi theo phương pháp thể tích đi theo phương pháp thể tích. Thì các em sẽ tính cho thầy V của khối SBCD. Tại sao lại tính khối này các em nhìn vào. Các em sẽ có thêm một phương pháp mới cực hay. Mà nhiều bài, nếu các em không nhớ được kiến thức của hồi lớp 11 thì em sẽ có cách mới của lớp 12. Do chúng ta đang cần tính thể tích, à, đang cần tính khoảng cách từ điểm C tới mặt phẳng SC Thế thì chúng ta sẽ xét khối tứ diện, đó là C, S, B, chuẩn rồi thì tại, tại sao phải tính thể tích của khối CSBD là hiểu rồi. Thế bây giờ các em chỉ cần tính cho thầy cái diện tích đáy SBD là em thành công em đi về. À cô ơi, em có thêm cách nữa nhanh lắm 10 điểm. Đấy làm theo cách này. Mà thể tích à đâu cái cái diện tích quên của cái tam giác SBD thì chắc là phải làm được chứ cái diện tích này em không làm được thì thôi. Tại vì các thông số nó cho hết rồi, bây giờ tính thế nào ra ba cái cạnh của cái tam giác này mà không tính được nữa thì thôi bó tay Thì tính diện tích tam giác các em có thể tùy và xem đó là tam giác gì. Đều hay vuông hay là gì hay là cân thì thầy chả biết nhưng mà tùy bài. Nó mà cân thì không sao như bài này nó lại kiểu tam giác thường hay sao. Thế thì các em sẽ chơi cái trò đó là dùng công thức Heron. <laughs> tính ba cạnh này ra dùng công thức Heron. Bây giờ hỏi lại các em lớp 10 ấy thì nó sẽ trả lời cho em biết là công thức Heron là công thức gì. Ờ, <laughs> à, có càng nhiều hướng đi, càng về so, càng giỏi, càng 10 điểm. Thật mà. Cứ làm thử mà xem. Được chưa? Làm thử đi mà xem. Đó. Như vậy, đi theo hướng này của thầy. Thì em sẽ có, đây để thầy lấy qua chỗ này. Chúng ta tính khối S, S bờ cờ đờ. Thì chúng ta sẽ có 1 phần 3 S thì của bờ cờ đờ. Nhân SH. Đúng không? Đó, 1 phần 3. 1 phần 3 nhân uh, diện tích bài này thì nó cùng chung chiều cao A căn 3 trên 2 và cái 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 chỗ đáy lúc này nó chỉ còn có một nửa tức là 1 phần 2 của A bình. Như vậy thể tích này là căn 3 trên 12 A lập. Các thông số em phải tính rõ được ra cho thầy ba cạnh. SB bằng A, BD bằng A căn 2. Còn SD các em sẽ sử dụng Pythagore. Đấy chưa Pythagore và tính toán ra. SD là tự tính nhá. Đây thầy cho gợi ý đây dùng Pythagore kiểu gì thì kiểu phải tính được ba cạnh này các em dùng Pythagore là ra luôn cách này hay lắm đấy thầy cho biết biểu thức ở đây các em dùng Pythagore em em tính thử xem có chuẩn phân tích rồi HD là tính thế nào thì phân tích Pythagore lần nữa thay số một người nhìn vào hình của em nhé một người là a căn 3 trên 2, một người thì a trên 2, còn một người là a bình. Thầy cho kết quả luôn. Còn bạn nào tí nữa muốn tính lại thì tua lại sẽ biết điều này kết quả bằng a căn 2 và ta sử dụng công thức Heron. <laughs> Khi này vui này. Căn bậc 2 p p trừ a p trừ b p trừ c với p là lửa chu vi. Tính cái lửa chu vi này chúng ta được 1 cộng 2 căn 2 trên 2 và lấy máy tính ấy, chỗ này thì chỉ có bấm thôi, dễ lắm, bấm thôi. Bấm một cái là nó sẽ ra đó là a bình căn 7 trên 4 cả lớp tự thực hiện chỗ này. Nhớ bấm cho cẩn thận là được. Chứ không khó. Làm cách này em không cần phải kẻ vẽ làm thêm cái gì cả cái cách này rất phù hợp với nhiều bạn bạn nào học yếu á thầy nghĩ nên làm cách này nhiều khi hỏi lại khoảng cách nó kẻ thế nào nó chả nhớ trời ơi được chưa thế nó mới hay chứ đó được chưa hiểu không thì em sẽ nhờ vào công thức này em tính hộ cho thầy thì ra là a bình căn 7 trên bốn và từ đây em sử dụng công thức này thầy đã cho em Ôi trời ơi 3V chia S tự nhiên em sẽ thu được kết quả rất hay Chỗ này thì làm rồi Cũng ra A căn 21 trên 7 đấy thế nên là qua một cái bài này của thầy thôi em sẽ học được thêm rất nhiều điều rất nhiều phương pháp và kinh nghiệm hay các bạn nào mà người ta đang học các khóa học của thầy thì chắc là người ta biết điều này rõ rồi đó người ta cũng học thêm được người ta cũng biết rất nhiều cách rồi còn bạn nào mà chưa biết các cái phương pháp thầy hướng dẫn các thứ thì em cũng hết sức tập trung để ý vào nhé đó hay lắm cái cách này không không khó đâu chỗ này kể cả em tính ra lẻ sấp xỉ một tí thì cũng chả ai chết đâu lẻ một tí cũng không chết được đâu yên tâm các đáp số của hình này nó rõ ràng lắm nó có 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 sợ là lẫn với ai đâu Úi trời ơi Thế câu 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 này có làm được không 30 30 còn câu này là hết rồi thầy chỉ chữa những câu mà mà quan trọng mà nó tiêu biểu mà nó hay gặp thôi đấy câu này đây là một câu về tỷ số thể tích Lăng trụ ABC A B C chiều cao 8, đáy là tam giác đều cạnh 4. MLP lần lượt là tâm của các mặt bên, các em vẽ hình ra. AB B A phẩy AC C A và BC C B Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là ABC MLP bao nhiêu? Câu này là dùng tỉ số thể tích đây. Các em vẽ hình ra nhé. Đây là một câu khá là hay tỷ số thể tích trong cái lăng trụ thầy sẽ vẽ hình hộ kem luôn chỉ với hai thông số đề cho này nhé bây giờ chúng ta tính cái khối ABCMLP cho thầy kem cùng thử tính đi Các lại màn hình và thử tự tính xem có tính được không bạn lân trần có nói thưa thầy ở à đâu <laughs> Các bạn nhanh chóng mang thước kẻ ra đo khoảng cách cho nhanh thầy. <laughs> không cái này chỉ là may mắn thôi nhá Nhiều đứa ấy, có những năm trong đề thi nó lại còn đo đo mọi thứ bằng thước kẻ mới sợ. <laughs> Hình không gian là mày đo thế à? Trời ơi. Nào. Đây. Khi mà các em sử dụng ba điểm MNP là tâm các mặt bên vẽ cắt qua lăng trụ thì nó sẽ tạo ra một cái thiết diện là tam giác. Nó kiểu như thế. Đúng không? Đây Các <laughs> em nhớ tự vẽ ra nhé Thầy vẽ trước cho em đây rồi A, B, C A, phẩy, B, phẩy, C, phẩy Nhìn thấy chưa? M, N, P là tâm của ba mặt bên M, N, P là tâm của ba mặt bên Các em nối cái này lại bằng bút khác màu nhé Để nhìn cho rõ Thì nó kiểu như là nó sẽ tạo ra một cái mặt phẳng M, N, P mặt phẳng này uh, giống như kiểu là người ta hay gọi là kiểu thiết diện ấy. Nó cắt qua cái giữa của cái ấy của cái của cái lăng trụ này. Các lớp hiểu ý không nhỉ? Đó. Bây giờ thầy sẽ gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của ba cạnh bên. Thì thực ra mặt phẳng MNP và mặt phẳng DEF hai mặt phẳng này là trùng nhau. Nhưng khi mở rộng được ra như thế này thì thiết diện nó mở ra nó sẽ dễ nhìn hơn. Tại vì thực ra thì M cũng chỉ nằm trên ba cái đường này thôi Chúng ta vẽ thêm cái đường ý vào để nhìn cho nó rõ Chứ nếu mà chỉ vẽ mỗi cái này thôi thì nhìn hơi khó Đấy chúng ta vẽ thêm ba cái này vào Bài toán hỏi Thể tích của khối gì đấy Bài toán hỏi gì ấy nhỉ ABCMLP Chiều cao 8 Cạnh đáy đều 4 Xem nào A, B, C, M, L, P Đấy em nhìn cái khối này chưa Đây như kiểu là chóp cụt Chóp cụt Dĩ nhiên các cái khối mà cụt cụt như thế này rồi Thì vẫn có công thức Nhưng mà nói chung là rất là khó nhớ Khi người ta muốn tính các cái khối đa diện lồi Mà nó không đặc biệt cho lắm Thì người ta sẽ sử dụng bù trừ thể tích Ta tính các cái khối khác người ta trừ đi thôi Thế thì theo tính chất đối xứng Do bài này người ta cho mình là đều Lăng trụ đều mà Đều Thế nên là mình sẽ tính cho thấy ba cái thành phần bên cạnh này này. Ba cái giống đây này, ba cái thành phần bên cạnh tại vì mình chỉ chừa ra cái 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 chóp cụt này thôi thì ba cái thành phần thừa này nó có thể tích bằng nhau, mình tính một cái thôi mình nhân ba mình trừ phát nó ra luôn, xong. Hình vẽ nghe có vẻ phức tạp thôi, các em vẽ phóng to ra em sẽ thấy nó em phải sử dụng đến cả cái tính đối xứng trong đó nhé Đấy là một cái rất quan trọng. Thế giờ tính một cái thôi nhé A à đây này, A À, đây này, a gì nhỉ? Đang đang định nói giờ cái gì nhỉ? Đây này, kiểu kiểu tức là tính một cái phần này thôi này. A M N D rồi ấy ấy đấy. Thấy bảo này. Cái đây này, chỉ cần tính cái a, a D M L thôi, tính lắm làm gì? Cái phần trên này có đả động đến đâu cái phần một nửa lăng trụ này vứt chém bỏ bố luôn Chém một nửa vào lăng trụ, vứt vứt cho chó gọng luôn cho nó nhanh thì tính ba cái 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 miếng nó úp vào như thế này ba cái miếng bánh ngọt này một cái thì là ra cái tháp ở giữa cho có cái quái gì hiểu đơn giản là thế đấy hiểu đơn giản thế thì dùng tỷ số thể tích cũng được các em có thể tính ra thực ra tính ra tính trực tiếp cũng vẫn được đấy tại vì cái chiều cao của nó thì là đây rồi là một lửa cạnh bên này bây giờ em biết cái MLD cái MLD này nhá nếu em để ý thì theo tỷ số thể tích thì nó sẽ bằng một phần mấy của cái mặt đáy này cả lớp tư duy đi Do là lấy trung điểm chỗ này ta nhìn thấy nghe 1 phần 4 <laughs> Vì nó bằng bình phương tỷ số cạnh 1 phần 2, 1 phần 2 tính ra 1 phần 4 Ôi ra rồi Đấy, một là tính trực tiếp hai là em có thể áp dụng theo tỷ số thể tích Thì tỷ số thể tích kiểu quái gì nó cũng ra thôi Nó vẫn ra Nhưng mà tỷ số thể tích Tức là công thức Simpson của em ấy Nó chỉ dùng cho cái uh, uh, chóp uh, gì nhỉ Thầy đang muốn nói là nó chóp tam giác thôi Em có thể dùng chóp tam giác Rồi so sánh cái AMLD này với một cái Thí dụ như là A à, uh, gì đó nhỉ? A à, uh, uh, BCD à A A phẩy B phẩy C phẩy cũng được. Hiểu không? Thì tích ba cái tỉ số này em tính ra 1 phần 2, 1 phần 2, 1 phần 2 hết. <laughs> Đấy. Hiểu không? Đều ok cả. Đấy. Như vậy mình có thể tính trực tiếp cũng được. Dùng tỉ số thể tích thì phải gắn ló với một cái chóp nào đó to mà chứa nó mà cùng chung cái đỉnh. Ở đây thầy ví dụ thì thầy, thầy chọn là đỉnh A. Hiểu không? Đấy, ok. Làm kiểu quái gì thì nó cũng đều ra là 1/8 của nhau thôi. <laughs> tính kiểu gì nó 1/8, thầy khẳng định luôn. Tại vì 1/2 1/2 với với 2 là 1/8. Còn nếu không, tính theo kiểu bình thường nhá, thì chiều cao 1/2, Đấy 1/4, eo không ra 1/8 thì lạ đấy. <laughs> hiểu chưa tính kiểu quái gì đâu tức là khi mà các em có kiến thức một cái em tư duy kiểu gì đó ra hay lắm ừ. hay lắm ừ. hay lắm ừ. rồi như vậy bước 1 tính cả lăng trụ là sh tam giác đều 4 bình căn 3 trên 4 nhân chiều cao 8 32 căn 3 đầu tiên ta chém luôn bay nửa khối nửa cái lăng trụ này đem vứt cho chó gặm ta tính nửa cái phần khối dưới thôi để cho nó đỡ đau đầu Hiểu không? Thì chúng ta lấy cho thầy là một lửa thôi Lửa lăng trụ đi là 16 căn 3 Đấy, sau đó em có thể áp dụng tỷ số thể tích giống như thầy đã nói Hai khối cùng chung đỉnh A Và nhớ phải là chóp tam giác mới được dùng nhá Còn các cái chóp khác là công thức của nó không giống như này đâu Các cái khối khác là nó không tính bằng tích 3 tỷ số này đâu 1 phần 8 Nhìn ra luôn Nhét nó vào một khối to to Và suy ra Chúng ta có ngay lấy 16 căn 3 à nhân với đây 1/8. Cái khối cái khối a b' c' của các em ấy, cái khối mà đỉnh a a' b' c' này. Cái khối mà đỉnh a đỉnh a a' b' c'. Đây lần lượt có ba cái điểm d m l nằm trên cùng vị trí trung điểm là 1/2 biết rồi. Nhưng vấn đề quan trọng ở chỗ là nó cùng chung chiều cao với lăng trụ và cùng chung đáy thì thể tích của lăng trụ lúc đó tương ứng là bằng 3 lần chóp. Nên nhìn biết ngay là cái ông này nó sẽ chỉ chiếm 1 phần 3. Đây này, cái 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 V này, ý thầy muốn nói cái V này thì nó sẽ bằng 1 phần 3 của lăng trụ. Thì các em sẽ lấy chỗ này thành, ý thầy muốn nói, đấy cái này này, đó cái này. Thì nó sẽ chỉ chiếm 1 phần 3 của lăng trụ thôi. Thì nó sẽ là 1 phần 24 nhân với 32 căn 3. Thì bằng 4 phần 3 căn 3. Xong rồi Từ đây bây giờ mình suy luôn ra cái ông này mình nhân 1 phần 8 là... Đấy mình nhân 1 phần 8 rồi Thế nó ra, ra cái khối con con chết tiệt ấy rồi Thì bây giờ Nhân 3 lên Là đây này hai cái khối còn lại bằng hết thôi Theo tính đối xứng Nhân 3 lên rồi lấy một lửa khối mình trừ ba cái bọn chết tiệt oan nghiệt ấy đi là mình ra hết Đấy Lấy một lửa khối cũng được Trừ đi ba người này bằng nhau như vậy tính ra một cái là 16 căn 3 đây, trừ đi 3 lần của 4 phần 3 căn 3. Kết quả là 12 căn 3, đáp án A. Mọi thứ đã kết thúc từ đây. Được chưa? Đó, mọi thứ kết thúc từ đây. Câu này thầy giải thích kỹ cho một chút vì thường một có một số câu mà thể tích khó người ta cũng hay cho vào đó là tỉ số. Đó, câu này các bình tĩnh suy nghĩ thì nó ra hết. Đó. Hy vọng là các em không bị cái câu này, cái hình vẽ nó đánh lừa cái cảm giác của mình. Hiểu không nhỉ? Chân thành cảm ơn tất cả các bạn và các em đã luôn theo dõi bài giảng của thầy. từ Do là thầy phải dạy rất nhiều các cái khối lớp từ 10, cả 11, 12 nên thầy lại phải dàn đều tất cả thời gian ra. Thế nên là các em cố gắng trong khoảng thời gian này thì cố gắng nghiêm túc, tập trung, tự giác ôn bài. Và thầy sẽ cố gắng dành ít nhất khoảng một tuần, một buổi like để dành cho các bạn và các em. Nói chung là các thầy cô của các em thì cũng đã hướng dẫn cho các em ôn tập các thứ rồi và cũng các em cũng có đề nhiều để làm rồi. Thì hy vọng rằng là trong bài giảng ngày hôm nay đã mang tới cho chúng ta một cái uh, những rất mang tới rất nhiều các cái uh, cách nhìn mới về những cái vấn đề chúng ta đang học và có thêm cho mình rất nhiều các cái phương pháp, các cách giải mới nhanh và hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi bài giảng của thầy và đặc biệt là các bạn nào mà chúng ta đang theo học trên các cái khóa học của thầy từ các khóa luyện đề, uh, luyện thi và tổng ôn thì một lần nữa thầy chúc cho các em uh, cố gắng làm sao luôn phát huy được những điều thầy dạy. Đó và uh, cố gắng để đạt được kết quả thật là tốt để làm cho thầy uh, được uh, tự hào. Được không nhỉ? Đó. Rồi, uh, chúc cho các bạn và các em uh, sẽ về sau sẽ đạt được những kết quả như mình mong muốn và thi được vào uh, những trường như mơ ước. Chúc các bạn và các em ngủ ngon nhé. À thầy bảo cái tiết mục mà hát tặng hay là giao lưu gì đó thì chắc là lần sau thầy sẽ hát tặng nhé. Ok đồng ý không? Đó, còn hôm nay phải chữa đề rất là nhiều phần quan trọng đó, thế nên là là tạm thời thì mình cứ bình bình tĩnh nhé. Ok lần sau các em nhé. Rồi ok, xin chào, bye bye.